Chương 1 Bị thay đổi thế giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1 Bị thay đổi thế giới, Thôi Con, Dương Tiểu Ý sờ sờ mình túi quần, xem trong tay kia có chừng một trương trăm nguyên tiền giá trị lớn, sắc mặt có chút phát khổ, yên lặng tính toán lên cái này một trăm đồng tiền hẳn là thế nào tối đại hóa lợi dụng. Buổi tối suốt đêm cần mười nguyên tiền, ăn một chút gì lại muốn mười nguyên, ngày mai ở lữ điếm 30 nguyên, ăn bữa cơm 10 nguyên, tối đa liền có thể kiên trì đến hậu thiên, cũng không biết ở trước đó có thể không có thể tìm được công việc. Dương Tiểu Ý địa địa đạo đạo Đông Bắc Người, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, ở trường học cho an bài địa phương công tác 3 tháng, luôn luôn tự cao tự đại hắn không thích cho người khác đánh khổ lực, liền từ chức về tới trong nhà, chuẩn bị đang tìm cái kỳ công việc của hắn. Thế nhưng về đến nhà đã hơn 2 tháng, hắn vẫn là không có tìm được công việc, xài hết 3 tháng tích xúc, lại từ bạn học chỗ đó mượn 2.000 đồng tiền, trong nhà lại cho cầm 1.000 đồng tiền. Dương Tiểu Ý thực sự không biết nên như thế nào mặc với người nhà, có lúc một mình hắn nằm ở lữ điếm ngẫm lại, đều biết có chút mặt đỏ tới mang tai. Đối với một cái chỉ biết chơi anh hùng liên minh Dương Tiểu Ý mà nói, hắn đời này mơ ước lớn nhất chính là làm một cái như 55 mở như vậy giải thích, mỗi ngày ở nhà trực tiếp, làm của mình thích sự tình, hơn nữa là tối trọng yếu là như thế này còn có thể kiếm được tiền. Đương nhiên hắn cũng là làm như vậy, không gần như chỉ ở đấu ngư, đuôi quốc, hùng miêu, chiến kỳ, chính là ngay cả mới nhất đi ra ngoài cái kia toàn dân TV hắn đều có trực tiếp qua, thế nhưng dường như đại gia đối với hắn cái này vùng ngoại thành bạch kim phân đoạn chủ bá cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên chuyện này cũng liền vô tật mà chấm dứt. Dương Tiểu Ý thực sự không chịu đựng được, ở quán Internet liền đang ngủ, mấy ngày nay hắn hầu như chính là như thế chịu đựng nổi, sáng sớm hôm sau hắn liền vội vội vàng vàng tìm nhà lữ điếm ở, bởi vì sáng sớm ở lữ điếm có thể kiên trì đến sau một ngày buổi chiều, như vậy tương đối có lời, bởi vì không có tiền, cho nên Dương Tiểu Ý đối trên người mình số tiền này tính toán tỉ mỉ. Dương Tiểu Ý cô độc nằm ở lữ điếm, trong đầu nghĩ thiếu bạn học kia 2.000 đồng tiền, nghĩ tìm việc làm, nghĩ đừng cho mình bạn gái trước coi thường, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Ý liền trầm trầm đã ngủ. Dương Tiểu Ý tỉnh dậy, đã là buổi chiều 2 điểm, cái này phản phất đã trở thành hắn trong mấy ngày nay bình thường làm việc và nghỉ ngơi, cũng không có tỉnh dậy thần thanh khí sản, trái lại rất có chút buồn ngủ. Mở máy vi tính ra, nhìn đột nhiên đạn đi ra ngoài đằng tấn, ten sen, tin tức, Dương Tiểu Ý trong lúc bất chợt có chút không rõ, chỉ thấy đằng tấn, ten sen, tin tức đầu đề rõ ràng là hiệu trưởng đầu tư một cái ức mời xưởng trưởng đám người chụp một bộ lấy anh hùng liên minh làm chủ đề phim cũng mời chu kiệt luân vì đó chế tác ca khúc chủ đề dương tiểu ý cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi biết hiệu trưởng đại thủ bút thế nhưng cũng cần phải lớn như vậy sao bất quá xoay đầu lại vừa nghĩ dù sao hiệu trưởng có tiền không quan tâm cái này tiểu đã tiểu nháo thế nhưng dương tiểu ý còn là cảm giác có chút kỳ quái chuyện lớn như vậy lại có thể sớm không có gió thanh mang theo lòng hiếu kỳ Dương Tiểu Ý, Baidu một chút về hiệu trưởng đầu tư bộ phim này cũng lăng đúng phát hiện, bộ phim này lại có thể tại nửa tháng trước cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Dương Tiểu Ý cũng cảm giác có chút kỳ hoặc, bản thân trong khoảng thời gian này thế nhưng mỗi ngày ở trên lưới, không đạo lý chuyện lớn như vậy phát sinh ở nửa tháng trước bản thân không biết a, à, sau đó Baidu đi ra ngoài tin tức lại càng làm cho Dương Tiểu Ý lấy làm kinh hãi. Nhìn Baidu thường đi ra ngoài những tin tức kia. Dương Tiểu Ý vững tin, hắn trải qua thế giới này đã phát sinh cải biến, nguyên lai like ở chỗ này, hiệu trưởng tại anh hùng liên minh S1 mùa giải thời điểm cũng đã bắt đầu chấp hành mình hương tiêu kế hoạch, đến rồi hôm nay, thế giới này bởi vì vương hiệu trưởng sớm chấp hành hương tiêu kế hoạch duyên cớ đã có hoàn thiện eSports hệ thống, mà cái này khoảng anh hùng liên minh trò chơi càng thành các quốc gia quốc dân trò chơi, hầu như từng khu đều có. Người chơi anh hùng liên minh Thầm tới cho tới bây giờ thông thường tuyển thủ nhà nghề mỗi tháng tiền lương đều có hơn một vạn, còn có tranh tài tiền thưởng, thi đấu biểu diễn lệ phí di chuyển, trực tiếp giữa trực tiếp ký kết phí, quảng cáo đại ngôn, vân vân. Đến rồi hôm nay, trên cái thế giới này tuyển thủ nhà nghề đã rồi trở thành giới giải trí ngôi sao vậy tồn tại. Đồng thời ở nơi này một năm, điện tử thi đấu thể thao bị xác lập trở thành Olympic hạng mục, các quốc gia đối cái này trò chơi hạng mục cũng là càng phát coi trọng thậm chí có trong đại học đã xuất hiện e-sport cái này chuyên nghiệp. Hơn nữa dường như bởi tuyển thủ nhà nghề đại ngộ cao, anh hùng liên minh cũng có một ít cải biến, thường phân loại vật này tự nhiên thay đổi càng thêm khó khăn, mỗi thắng một hồi thêm 10 cái thắng điểm, thắng liên tiếp không có thưởng cho, đồng thời không tồn tại nhảy lớp, mà thua một hồi thì giảm 10 cái thừa lại điểm, ngay cả thua thì gấp bội. Không chỉ có như vậy, mỗi quốc gia đều chỉ có một phục, mà từng phục đều chỉ 20 cái mạnh nhất vương giả xưng hào, cái này mạnh nhất vương giả đương nhiên đều là mỗi cái chiến đội truy đuổi đối tượng. Trong trí nhớ anh hùng Liên Minh thường xuyên xuất hiện những thứ kia thay đánh, trên thế giới này cũng là cách biệt, theo trên cái thế giới này anh hùng Liên Minh địa vị đề cao, có thể nói chỉ muốn trở thành cao thủ, sẽ có trực tiếp giữa qua đây ký kết, mà chỉ cần ký kết, kia giá liền khẳng định so thay đánh muốn kiếm nhiều lắm, lại nói, đụng tới loại này xếp hạng quy luật, cái trước đẳng cấp tiền khả năng ngay cả tiền nét đều kiếm không trở lại cho nên trên cái thế giới này căn bản cũng không có thay đánh nghề nghiệp này. Hơn nữa cho tới bây giờ, anh hùng liên minh tranh tài đã trở thành zzv năm kênh trực tiếp một cái hạng mục, mỗi tràng anh hùng liên minh tranh tài, zzv năm đài truyền hình đều biết trực tiếp. Hơn nữa có người nói tại S5 tổng trận chung kết thời điểm, tỷ lệ người xem càng nhất cử vượt qua Trung Quốc tốt thanh âm tổng trận chung kết thời điểm tỷ lệ người xem, anh hùng liên minh đã rồi trở thành một khoản quốc dân trò chơi không biết có phải hay không là bởi vì thế giới này đã bị thay đổi duyên cớ, Dương Tiểu Ý phát hiện, trước đây bản thân làm mô phỏng theo những thứ kia sáo lộ, ở nơi này bị thay đổi thế giới lại có thể không có bị người sử dụng tới, nhất làm hắn hưng phấn chính là, Master Y e kỹ năng lại còn có áp thêm tầng, đây chính là đại biểu một thời đại cờ sĩ anh hùng A, nghĩ mình áp Master Y e sẽ dẫn dắt một cái thủy triều, Dương Tiểu Ý tâm tình cũng là có chút kích động. Lần nữa tại trên web tìm tòi một chút những phương diện khác tin tức, Dương Tiểu Ý phát hiện, hắn chỗ ở thế giới này cũng cũng là bởi vì anh hùng liên minh trò chơi này xảy ra một ít biến hóa, những thứ khác trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Theo thói quen mở ra mình lâu, Dương Tiểu Ý muốn nhìn một chút Hứa Tung qua lại bước phát triển mới ca, trước một đoạn thời gian nghe nói hắn là bởi vì cổ họng duyên cớ cho nên album mới chậm lại đến cuối năm tuyên bố, mắt thấy cái này đều phải đến lễ giáng sinh, cũng không biết có thể hay không bước phát triển mới ca. Đối với Hứa Tung ca khúc Tuy rằng trên web rất nhiều mắng hắn, thế nhưng Dương Tiểu Ý vẫn là vô cùng yêu thích, nhất là hắn viết những võ đó hiệp phong ca khúc. Nhưng khi Dương Tiểu Ý mở ra mình lâu thời điểm, cũng đột nhiên phát hiện mình kia đặc biệt quan tâm một cột trong, lại có thể đã không có tên hứa tung, hơn nữa hắn đến mới sống lâu tìm tòi hứa tung người này cũng không có tìm thấy được. Dương Tiểu Ý đột nhiên có chút sững sờ, lần nữa tìm độ nương hỗ trợ, thế nhưng tìm tòi nửa ngày, đi ra ngoài đều là cái gì thầy thuốc lão bản các loại cùng tên người sau cùng dương tiểu ý phải tiếp thu thế giới này không có hứa tung sự thật này trong lúc bất chợt dương tiểu ý như là nghĩ tới điều gì một dạng vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình mở ra âm nhạc bá phóng khí hắn thế nhưng nhớ kỹ hứa tung ca khúc hắn là toàn bộ kế tiếp đến trong điện thoại di động của chính mình xem điện thoại di động trong thật chỉnh tề sắp hàng kia mấy chục đầu hứa tung ca khúc dương tiểu ý tại đến khóc cẩu thượng tìm tòi một lần phát hiện mình trong điện thoại di động cái này ca đúng là không xuất bản nữa sau khi Dương Tiểu Ý đó là tối thành lập chăng a a bắt đầu cười ngây ngô, bởi vì hắn biết, cho dù không dựa vào anh hùng liên minh, hắn cả đời này cũng là không lo. Chương 2 Nghịch tập qua quyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 2 Nghịch tập qua quyết, Perpester Còn, Dương Tiểu Ý cũng không hiểu nổi bản thân trạng huống trước mắt, muốn nói xuyên qua, mình bây giờ còn là ở tại ngày hôm qua thuê lại trong lữ điếm, bên cạnh mình chuyện vật cũng không có thay đổi, còn hồi sinh vậy càng không có thể, không giải thích được thế giới của mình cứ như vậy cải biến, dĩ nhiên đối với với phát sinh đây hết thảy, Dương Tiểu Ý là rất tình nguyện tiếp nhận. Lên mạng tra một chút hiện nay anh hùng liên minh phiên bản, phát hiện anh hùng liên minh phiên bản cũng không có gì thay đổi, vẫn là S5 mùa giải sau cùng cái kia phiên bản, hơn nữa Dương Tiểu Ý phát hiện không biết có phải hay không là hiệu trưởng hương tiêu kế hoạch chấp hành sớm, rất nhiều anh hùng liên minh sáu lộ lại có thể không có bị khai cuộc ra. Thông qua chỉnh lý, Dương Tiểu Ý lý giải đến trên cái thế giới này còn cũng không có khai phá ra top quyết, top Alistar, Appmaster y các loại sáu lộ, mà cũng chính bởi vì không có mở phát ra ngoài, cái này anh hùng cũng không có bị suy yếu. Dương Tiểu Ý phát hiện nay tuyển thủ nhà nghề, hoặc là nói LPL trên sàn thi đấu trên cơ bản từng tuyển thủ đều biết chọn những thứ kia có thể thanh tú anh hùng nói thí dụ như z riven lê bơn các loại trong đầu chỉnh lý ra những tin tức này sau dương tiểu ý liền là có chút không kịp chờ đợi muốn đi vén hai thanh đi ra ngoài ăn cái cơm đó là ngựa không ngừng vó chạy về phía internet trong lúc bất chợt trong đầu nhiều nhiều như vậy sáo lộ dương tiểu ý dĩ nhiên muốn lập tức mở trực tiếp nếu như mình đem những sáo lộ này dùng đến trực tiếp giữa độ hot nhất định sẽ được cao rất nhiều đi. Thuần thuộc ở trên Baidu tìm tòi đấu ngư TV, cũng lạnh lùng phát hiện, võng hiệt thượng lại có thể không có đấu ngư TV tin tức, hơn nữa liên quan tìm tòi ra tới gì đó, đều là hùng miêu TV, nhìn võng hiệt thượng tin tức, nguyên lai like trên cái thế giới này hùng miêu TV nếu không những thứ khác TV xuất hiện sớm, hơn nữa giáo trường hoa đại giới tiền chỉnh lý hùng miêu TV, hiện nay đã cơ bản thực hiện hành nghiệp nội lũng đoạn, như cái gì 55 mở tiểu trí các loại chủ bá đều ở đây hiệu trưởng Hùng Miêu. TV trực tiếp. Mở ra Hùng Miêu TV, phát hiện mình trước kia tài khoản đăng nhập không được, ngay sau đó Dương Tiểu Ý lại lần nữa chú sách một cái tài khoản, xin trở thành chủ bá, Hùng Miêu quan phương nhân viên hiệu suất làm việc đến là rất nhanh, không vượt lên trước một giờ, liền thông qua Dương Tiểu Ý xin trở thành chủ bá thỉnh cầu. Dương Tiểu Ý tiến nhập mình trực tiếp giữa, trực tiếp đem tiêu đề mệnh danh là S6 mạnh nhất 6 lộ trực tiếp từ đầu xếp hạng đơn thượng vương giả, bởi vì Dương Tiểu Ý trước khi đăng nhập qua bản thân anh hùng liên minh tài khoản, phát hiện mình hiện nay tài khoản không còn là ngày hôm qua đùa cái kia bạch kim đẳng cấp số, mà là biến thành một cái không quyết định vị thi đấu tài khoản, đương nhiên nickname và vân vân vẫn là không có thay đổi. Bởi hôm nay là cuối tuần, cho nên Dương Tiểu Ý cương mở trực tiếp, đó là vào được mấy người du khách. Bây giờ chủ bá đều ưa thích đem tiêu đề làm cho cao lớn như vậy thượng, Kỳ thực sau khi xem chỉ biết cũng không có mạnh như vậy. Chủ bá mau mở trò chơi, chờ xem ngươi mạnh nhất sáu lộ đây, sáu lộ ra sức, hỏa tiễn ủng hộ. Dương Tiểu Ý hít sâu một hơi, đối về trên mạng ảnh máy vi tính những thứ kia du khách nói. Nếu như hôm nay ta sáu lộ có thể làm cho đại gia thỏa mãn, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, gốc trên bên phải quan tâm điểm một phát. Chủ truyền phát tinh tâm, sáu lộ ra sức, hỏa tiễn liên phát. Đúng vậy, đúng vậy chủ bá mau biệt mặt tích liễu chúng ta vẫn chờ xem sáu lộ đây nếu như không ý mới chúng ta phải đi xem như gió bọn họ trực tiếp dương tiểu ý nhìn trên màn ảnh dục văn tự biết mình không thể đang đợi nếu như đang chờ sau đó đi khả năng mấy cái này du khách cũng sẽ rời đi mình trực tiếp giữa bởi chỉ có một phục vụ khí cho nên rất nhanh thất đến rồi đồng đội tiến nhập anh hùng giới diện bởi dương tiểu ý là lầu một bàn rơi ba người anh hùng đó là trực tiếp dây chọn oa quyết không sai, Dương Tiểu Ý trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi, đó là quyết định hôm nay muốn lộ ra sáu lộ chính là top qua quyết, hôm nay sói người vẫn là không có bị suy yếu, như vậy đã từng cái kia top nhẫn đo rang qua quyết, liền là có thể tái xuất giang hồ. Một lâu top. Xác định anh hùng sau khi, Dương Tiểu Ý đó là đánh chữ nói. Chủ bá không muốn đùa, qua quyết loại này ít lưu ý anh hùng, chơi người đều rất ít, ngươi lại có thể dùng kia đánh tốt đối diện một lâu tuyển Di vần, phỏng chừng chủ bá sẽ bị trực tiếp đánh bể. Đã tưởng tượng đến chủ bá bị ngược thành cẩu bộ dáng. Đối với trực tiếp giữa kia vài tên du khách trêu chọc, Dương Tiểu Ý đến là không quan tâm, tuy rằng qua quyết đánh ri vần quả thực không thế nào tốt đánh, thế nhưng cũng không có nghĩa là không đánh được, cụ thể còn là muốn xem cá nhân ý thức. Làm Dương Tiểu Ý tuyển oa quyết muốn top sau khi, những thứ khác mấy người đồng đội lại là có chút không bình tĩnh một lâu ba ba ta là định vị thi đấu cầu khác hố ta a à, nếu không ngươi đi dung gồ đi chính là à, a qua quyết làm sao có thể đánh thắng được truy vận a à. đối với mấy người đồng đội thỉnh cầu dương tiểu ý cũng là không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp đánh chữ nói một trên lầu đó là không nói nữa thảo cái này sờ bờ không nói sau cùng bọn họ còn chưa phải được không tiếp thụ qua quyết tóc sự thật này cũng không có người rời khỏi trò chơi bởi vì thế giới này nghiêm phạt quy luật cùng nguyên lai cũng là không đồng dạng như vậy, dây lui một lần nhưng là phải cài 50 phân, thu một lần mới cài 10 phân, cho nên đại gia còn là yên lặng bắt đầu rồi trò chơi, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện top thiếu đưa vài lần. Tiếng nhập trò chơi, phe mình bên này là top Warwick, jungle Javan 4, mid Victor, bao còn lại là Ezreal cùng Alistar. Đối diện top là Riven, jungle Rammus, mid setfet. Bóc còn lại là cùng Brand. Tóc cẩn thận rồi, thiếu đưa một điểm. Mít Victor có điểm oán trách nói. Chủ bá lại có thể nhận đo rang xuất môn, đây là muốn chơi ạp qua quyết sao, trước đây chưa từng thấy qua. Không đúng thật bị chủ bá nghiên cứu ra được một cái lòng đường A. Hy vọng đùa bê chủ bá không nên bị dết bạo. Trò chơi vừa mới bắt đầu không bao lâu, đối diện dung gộ ram mút đánh xong lam bút đó là tới mít bắt một làn sóng, hoàn hảo nhà mình bên này gia vàng bốn ý thức không sai, vội vàng đến mít hỗ trợ, kết quả đánh cái một đổi một, Ferblot bị đối diện toai xét phết bắt được, mà ram mút đầu người còn lại là bị gia van bốn thu đi đối với mít mà nói cái này một làn sóng coi như là thua thiệt lớn mà dương tiểu ý đi lên đó là trực tiếp hèn mọn tại binh tuyến phía sau cũng bất quá đi ăn binh chỉ đứng ở nơi đó ăn kinh nghiệm duy vận qua đây hắn liền rút lui duy vần đi hắn ở trên trước thỉnh thoảng đi qua bổ hai đao chủ bá quá túng đi. Chủ bá mạnh nhất sáu lộ chính là kinh sợ đến cùng, chờ đồng đội cây. Dương tiểu ý trái lại không có ở tử mấy người trêu chọc, ván này hắn oa quyết mang chính là thiêu đốt, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ anh hùng liên minh lại có thể không có dịch chuyển lưu phái, cộng thêm hắn cũng không muốn quá sớm bạo lọc dịch chuyển cái kia sáu lộ, cho nên ván này cũng liền dẫn theo thiêu đốt. Đã đến giờ 6 phân 17 giây, đối diện vần trực tiếp lựa chọn trở về thành, Dương Tiểu Ý nhìn một chút mình kim tệ, đẩy một làn sóng tuyến sau cũng là tuyển chọn trở về thành, về đến nhà chăm trước chỉ chốc lát, Dương Tiểu Ý đó là mua cái khiên mảnh sư trở lại tuyến thượng, kỳ thực Dương Tiểu Ý bản thân là muốn mua đai khổng lồ, thế nhưng hôm nay áo choàng lửa không phải dùng đai khổng lồ hợp thành, cho nên Dương Tiểu Ý liền bỏ qua cái kia tuyển chọn, trực tiếp tuyển chọn tim băng một cái món nhỏ. Tại 7 phút thời điểm, đối diện thừa dịp toai xét phết đến 6 thời cơ cùng ram mút tại giả khu vộ chết một cái gia van 4. Trở lại tuyến thượng, song phương đều đã tới lục cấp, bởi dương tiểu ý hoa quyết một mực hèn mọn bổ binh, cho nên binh tuyến trái lại tới gần hắn bên này tháp phòng ngự. Đột nhiên dương tiểu ý ánh mắt của chút ngưng, chỉ thấy đối diện ri vần trực tiếp đem thiêu đốt đeo vào trên người mình, dùng e kỹ năng thủ tiêu ung tiêu trước trung, trong nháy mắt một bộ kỹ năng vứt ở tại hoa quyết trên mặt. Chương 3 Cực hạn giết ngược lại. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 3 Cực hạn giết ngược lại, Thơ Con, Dương Tiểu Ý ngưng thần nhìn chăm chú vào ri vần, qua quyết lượng máu bay nhanh giảm xuống, làm ri vần gió mạnh chém cùng ba đoạn quy rơi xuống đất đồng thời, Dương Tiểu Ý hoa quyết đã tàn máu, như vậy trạng thái khả năng chẳng liên quan ri hai cái bình A, liền cúp. Lặng lẽ, Dương Tiểu Ý nhãn tình sáng lên, chỉ thấy nhà mình tháp phòng ngự trong lúc bất chợt sáng lên một cái, không kịp suy tư, Dương Tiểu Ý trong nháy mắt đem thiêu đốt đeo vào ri vần trên đầu, đồng thời nhấn mình ung tiêu vô cực tràn buộc, trong sát na ri vần đó là bị định tại tháp phòng ngự cực hạn cự ly chỗ, một. 8 s áp chế thời gian, hai đạo phòng ngự tháp la dè bắn về phía ri vần, đợi được qua quyết ung tiêu lúc kết thúc, ri vần đã gần như chết máu trạng thái. Dương Tiểu Ý không lưu tình chút nào, một kỹ khác máu công kích công ở tại ri vần trên thân thể, mang theo không cam lòng biểu tình, ri vần thi thể đó là lưu tại tháp phòng ngự phía trước. Trong sát na trực tiếp giữa là số không nhiều vài tên khán giả quét thành lập bình, ta thảo, 666 666 666 6666, cực hạn phản ứng. Chủ bá phản ứng này, ta triệu ngày thiên ăn xong. Chủ bá tuyệt bê độc thân 20 năm. Nhìn trực tiếp giữa người xem trêu chọc, Dương Tiểu Ý ngay sau đó đối về bọn họ kể lại bản thân đối tuyến ri vần một cái kỹ xảo. Nói vậy đại gia cũng nhìn thấy, ta trước khi về nhà ra tới một người khiên mảnh sư, nếu như không có cái này khiên mảnh sư, vừa mới ri vần kia một bộ kỹ năng đã đem ta dây, đây chính là ta đối tuyến ri vần một cái kỹ xảo. Hoa quyết tóp giao đấu một ít có bạo phát, có hồi phục, cùng loại ri vần, Panthen, Renken loại này anh hùng vẫn tương đối hư, tại giao đấu cái này anh hùng ta chọn lựa phương pháp chính là hèn mọn áp tuyến tiền kỳ một làn sóng binh hai làn sóng binh không nên đi a tuyến thượng một hai tiểu binh có binh có thể thu hãy thu không thể nhận cái này binh liền bỏ từ bỏ không muốn vì một người lính bị đối diện tiêu hao nhiều lắm đẳng binh tuyến áp tới được thời điểm đang tiến hành tháp hạ một cái bổ đao lát khi như vậy tiền kỳ tuy rằng có thể sẽ lạc hậu đối phương mười mấy người hoặc là hai mươi mấy tên lính quèn thế nhưng trung hậu kỳ vẫn là có thể dựa vào oa quyết một cái chiến thuật đem cái này trên lệch bù đắp lại. Đại gia cũng nhìn thấy ta tiền kỳ lúc ra cửa là mang đo rang giới, nhẫn đo rang không chỉ có hồi lam còn có áp gia tăng, lời nói như vậy chúng ta tại tuyến thượng có thể không ngừng tiếp tế, duy vận đánh một bộ kỹ năng, chúng ta một cái quy liện là có thể bù lại, lời nói như vậy cũng sẽ không hư nhiều lắm. Hơn nữa oa quyết cái này quy kỹ năng, người xem thượng như là gần người quy, thế nhưng quy thi pháp cự ly còn là khá dài. Cho nên cái kỹ xảo này vẫn tương đối vô lại, phi thường thích hợp một ít tốt kỹ xảo không tốt lắm tốt học tập, thời khắc đem mình làm một cái yếu thế tốt, đem tuyến khống một chút áp đến bên trong tháp. Dương Tiểu Ý một bên bổ đến binh, vừa hướng trực tiếp giữa dặm khán giả giảng giải tốt qua quyết đấu pháp, lúc này trò chơi thời gian đã đạt tới 10 phút, mà Hoa quyết ung tiêu đã lần nữa chuyển được, Dương Tiểu Ý dấu hiệu một chút tri vần, coi ý đang đánh cốc gia vàng bốn tới gan một làn sóng, bởi trước khi oa quyết một làn sóng đơn dết, gia vàng bốn đối oa quyết đến là có một ít lòng tin, đánh xong cốc đó là ngựa không ngừng vó dựa theo dương tiểu ý đánh dấu con đường, từ phía sau thẳng tắp đã đi tới. Thấy gia vàng bốn đi tới gần, dương tiểu ý thiêu đốt cấp tóc đeo vào ri vần trên người, đồng thời thả ra mình ung tiêu vô cực tràn buộc, liền lần nữa đem đang ở nhà mình tháp trước bổ binh ri vần khống ở tại chỗ đó. Gia vàng bốn thấy thế trực tiếp EQ combo đem Riven vần chống lên, lúc này trong bụi có chui ra ngoài một cái trăm mút, thế nhưng lúc này đã muộn, Riven tuy rằng tóc biến, nhưng là vẫn bị thiêu đốt bỏng chết. Giết chết Riven sau khi, nhìn gia vàng bốn trên người có hồng bút, dương tiểu ý đó là coi ý gia vàng bốn tiếp tục truy sát, chờ đến đối phương tháp trước thời điểm, gia vàng bốn thời gian skill cung đào đã tốt lắm, lần nữa phóng ra EQ combo đem trăm mút chọn bay lên, Dương Tiểu Ý thấy thế một cái khác máu công kích, đem ra mút đầu người thu đi. Toài xét phết cái này lúc mặc dù ung tiêu bay tới, nhưng cũng lúc này đã muộn, giết người xong, dĩ nhiên là đến rồi thổi bê thời gian. 666 666 666 Chủ bá tay này top qua quyết, đồ quả thực sáu. Không chỉ bản thân trực tiếp giữa vài tên khán giả tại tán thưởng Dương Tiểu Ý hoa quyết, chính là những thứ khác vài tên đồng đội cũng là đối dương tiểu ý top qua quyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Mít viết to. Tóc mạnh như vậy, cảm giác nằm. Gia van 4. Qua quyết đùa quả thực 6. Qua quyết 6 cấp thời điểm là tất cả top anh hùng trong, gan sát xuất thành công cao nhất một người anh hùng, ung tiêu một 8S áp chế, cũng đủ đồng đội bổ túc thương tổn, hơn nữa tại đối diện lượng máu thấp hơn 50% thời điểm, sẽ gây ra e kỹ năng, làm đối diện anh hùng trốn ở trong bụi có thời điểm, chúng ta có thể rất tốt phát hiện vị trí đối diện, hơn nữa oa quyết cái này anh hùng làm làm so sánh giản đơn, cho nên cường liệt đề cử đại gia sử dụng. Về đến nhà, Dương Tiểu Ý trực tiếp làm ra tim băng, lần này hắn cũng không có hướng phía top đi đến, mà là đi tới bo, trước khi bo e bị đánh chết một lần, cho nên không phải tốt đánh, cho nên hắn dự định tới bo gan một làn sóng. Đây cũng là hắn xem qua video một cái thượng phân sáo lộ. Đại gia nhất định hiếu kỳ ta, về nhà lần này ra hết trang bị vì sao không trở về tốt, đây chính là ta muốn dạy mọi người một cái thượng phân sáo lộ, làm sao đem ưu thế biến thành thắng thế. Dương Tiểu Ý đi tới bọt bên ngoài tháp chỗ, ở nơi nào dừng lại chỉ chốc lát, đợi được ung tiêu CD tốt thời điểm, từ trong bụi cỏ lặng lẽ sờ lên, nhìn mình ung tiêu cự ly thiếu, Dương Tiểu Ý không chút do dự nào, trực tiếp tốc biến ung tiêu đem Lucian ràng buộc ở nơi nào, phối hợp E phát ra, đem Lucian dây ở tại tháp hạ. Lúc này Alistar phản phất cũng là có chút không cam lòng danh tiếng đều bị bản thân trước khi trào phúng tốt qua quyết cướp đi, trực tiếp tốc biến quy kỹ năng nghiền nát đem Bram chấn động bay lên, sau đó một cái vê đút bò hút, đem Bram đụng phải trở về, lúc này Javan 4 cũng là đi tới bo, phối hợp ba người phát ra, trực tiếp đem Bram dây ở tại đối phương tháp hạ, đem Bo một tháp trực tiếp đẩy xuống, thuận tiện nhận rồng kinh tế trong nháy mắt đó là phản siêu đối diện cái này một làn sóng từ thượng vòng xuống một làn sóng chạy trực tiếp đem bót hoàn cảnh xấu xoay ngược lại hơn nữa bởi cái này một làn sóng e có thu được đầu người cộng thêm tháp phòng ngự kinh tế như vậy kế tiếp e trang bị sẽ so với phía đối diện ác trang bị tốt hơn một ít đây chính là ta nói đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế làm đồng đội chính ở vào vô cùng lo lắng trạng thái lúc của ngươi một làn sóng chạy chỉ biết cho mình đoàn đội mang đến rất lớn cải biến nhìn Dương Tiểu Ý dẫn theo một làn sóng tiết tấu, hơn nữa có lý có chứng cứ giải thích nguyên do trong đó thời điểm, trực tiếp giữa dặm người xem đều tin phục, mà hắn đồng đội càng như vậy. Bọt e. Hoa quyết cái này sóng tiết tấu mang bay lên A. Mít viết to. Hoa quyết là đại thần A, cầu đại thần mang ta bay. Gia vàng 4. Hoa quyết ba ba, ta yêu ngươi. Sau đó, trò chơi liền đơn giản không ít, Hoa quyết lại dẫn theo hai làn sóng tiết tấu, đối phương tại 20 phút thời điểm, đó là không chút do dự lựa chọn đầu hàng, kèm theo thủy tinh nổ tung thanh âm của vang lên, Dương Tiểu Ý bắt lại định vị thi đấu trận đầu thắng lợi, mà cùng lúc đó, hắn trực tiếp giữa dặm khán giả, cũng là sắp đột phá đến 100 người. Chương 4 Hoa quyết chung cực sáo lộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 4 Hoa quyết chung cực sáo lộ con, kỳ thực đang đánh ván đầu tiên định vị thi đấu thời điểm, Dương Tiểu Ý liền phát hiện, dường như tay của mình tóc thay đổi nếu so với trước đây nhanh, tự như vừa oa quyết tháp hạ cực hạn dây ri vận kia một làn sóng, nếu như mình trước kia là căn bản không làm được. Vừa đại gia cũng nhìn thấy, kỳ thực oa quyết tóc cũng không yếu thế, muốn hồi phục có hồi phục, muốn khống chế có khống chế, trang bị bắt đi vậy càng là ngưu một gia. Bất quá ở chỗ này, chủ bá muốn nói cho đại gia, vậy còn cũng không phải oa quyết top một cái tiểu sáo lộ mà thôi, kế tiếp chủ bá muốn biểu diễn nhưng chỉ có oa quyết chung cực sáo lộ, có thể dây người oa quyết đại gia nhất định chưa từng thấy qua đi. Vừa ở trong game, Dương Tiểu Ý phát hiện vốn nên xuống giá cuồng đao Ginoso, cũng chính là trong truyền thuyết cuồng đao Ginoso, hợp thành giá cả lại còn là 700, không phải trải qua đổi bản sau 1075, mà hắn nói về oa quyết dây người sáo lộ, chính là không ly khai cùng đao Ginoso ai tắm này. Hơn nữa Dương Tiểu Ý phát hiện, nguyên bản lưu hành vũ khí cùng đao Ginoso, xin ra cùng đao Ginoso sáu lộ lại có thể chưa từng xuất hiện, đây đối với trải qua Dương Đao Liên Minh Dương Tiểu Ý mà nói, cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cùng đao Ginoso ai tắm này đổi bản sau khi tính giới bị nếu so với lúc đầu lật gấp mấy lần. Cuồng đao Ginoso hợp thành giá cả không có nói cao, đối với những thứ kia dựa vào cuồng đao Ginoso ai tắm này anh hùng có thể nói là một cái to lớn tăng lên. Hoa quyết có thể dây người, chủ bá ngươi là hầu tử mời tới đùa bê sao? Đúng vậy chủ bá, tuy rằng ngươi thượng đem rất ngưu bê, nhưng bây giờ cũng không đến mức khoác lát bê đi. Nhìn trực tiếp giữa rất rõ ràng không tin thanh âm, Dương Tiểu Ý cười hắc hắc, có thể hay không dây người, thử qua mới biết được, ta nhớ kỹ vừa có thể là có người nói qua muốn đánh phần thưởng hỏa tiễn A chủ truyền phát tinh tâm cái này nếu như của ngươi oa quyết có thể dây người hỏa tiễn khẳng định dân bất quá chủ bá của ngươi oa quyết nếu không dây không được người đây cũng là đừng trách huynh đệ ta không có suy nghĩ a à. đúng vậy chủ bá ngươi cứ yên tâm đi trên lầu thổ hào một quả sẽ không kém của ngươi hỏa tiễn nhìn bọn họ nói vuốt trong túi kia còn sót lại mười mấy đồng tiền dương tiểu ý tâm lý một trận lửa nóng không nói hai lời trực tiếp bắt đầu trò chơi tiếng nhập ban thiết giới diện, cái này Dương Tiểu Ý là ở đội tím lầu 2, không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp báo vị trí của mình, tầng 2 tốt. Hoa quyết đại thần, ta yêu ngươi. Nguyên lai mình cái này lại có thể lần nữa xếp hàng thượng đem phe mình bên này dung gồ gia van 4. Trên lầu cái quỷ gì? Hoa quyết đại thần, ngươi đừng nói cho ta hắn muốn top hoa quyết. Tầng 2 top hoa quyết siêu cấp mạnh, cho ta đánh dung gồ, ta muốn ông chặt top đại thối. Bởi Gia Vang bốn giải thích, cái này đến vô ích dương tiểu ý phế bỏ quá nhiều miệng lưỡi, thuận lợi hoàn thành tuyển người. Phe mình bên này top qua quyết, dung gồ còn là mới vừa Gia Vang 4, Mid Leber, còn lại là Miss Forson cùng Brand. Đối diện còn lại là top vũ khí, dung gồ Lessin, Miss Serac, còn lại là Kailin thêm Manfit, người đá. Chỉ nhìn đội hình, phe mình liền thắng một nửa, nếu như đến bây giờ phiên bản Miss Forson thêm Brand có thể là phi thường cường thế, đến lục cấp kia một làn sóng, nếu như đối diện Bo là hai cái dòng da, khả năng đều không trận ác phát ra, Brand bản thân có thể dây hai người. Tiến nhập chiến đấu giới diện, Dương Tiểu Ý mua thật nhiều lan giới cùng hai bình hồng sau, đó là hướng phía top đi đến, đồng thời ý bảo mình đồng đội không muốn nhất cấp đoàn, qua quyết nhất cấp đoàn còn là rất yếu, quy kỹ năng CD quá dài. Trực tiếp giữa khán giả cũng phát hiện, Hoa Quyết cũng không có lại đi đến top trong bụi cỏ ngồi sổng đối diện vũ khí, mà là hoảng hoảng du du đi tới đội xanh bút chỗ. Trực tiếp không phải muốn xô lúc đi, không có trừng phạt, đánh bút rất đau đớn a. À. Đúng vậy, cái này nếu như đánh xong Lam bút tại về nhà, trở lại tuyến thượng liền trực tiếp bị vũ khí chế tài đi. Không sai, Dương Tiểu Ý chính là muốn solo Lam bút, hoa quyết solo Lam bút còn là rất đơn giản, bị động có hồi huyết quy kỹ năng không chỉ có hồi huyết nhưng lại sẽ tạo thành tỷ lệ phần trăm thương tổn, hơn nữa phản đối diện một cái búp sau khi, đối Lê Sin tiền kỳ ảnh hưởng còn là thật lớn. Chờ đến Dương Tiểu Ý đánh xong lam búp sau khi, chậm rãi đi tới tuyến thượng sau khi, trực tiếp giữa khán giả cũng lăng đúng phát hiện, người sói này lại còn là đầy máu, tuy rằng uống một lọ máu thuốc, bất quá cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Chủ bá thật là tâm cơ biểu, đau lòng Lê Sin chủ bá thật là tâm cơ biểu uy một, đau lòng vũ khí. Vũ khí lúc đầu nhìn qua quyết không tới tuyến thượng, còn rất vui vẻ, cho rằng đối diện qua quyết rơi tuyến, thế nhưng chỉ chốc lát nhìn một cái mang theo lam bút đứng ở trước mặt mình qua quyết sau khi, hắn lại là có chút không rõ. Vũ khí Gia vàng bốn không cần chiếu cố như vậy qua quyết đi, trực tiếp đem làm bút cho qua quyết. Gia vàng bốn nhìn đối diện vũ khí câu hỏi cũng ngẩn người, không rõ vũ khí có ý tứ, bản thân đang đánh lam bút đây à. Lúc này tất cả mọi người khung chát trong truyền đến Lê Xin một tiếng hét thảm. Ta thảo, ta lam bút đây. Lúc này Gia Vang bốn mới chú ý tới, nguyên lai Hoa Quyết chính mang theo một cái lam bút, tâm lý càng đối với Hoa Quyết đại thần bội phục không thôi. Bản thân Hoa Quyết đánh vũ khí liền tương đối khá đánh, hơn nữa trên người có lam bút sau khi, càng không uổng, bồi bổ binh liền tiến lên quy vũ khí một chút, vũ khí bị quấy rầy phiền phức vô cùng, còn kém trực tiếp chửi má nó. Đã đến giờ khoảng 8 phút, đầu người cũng là biến thành 4. hai Phía bên mình bóp bạo phát vài lần chiến tranh, bất quá rất rõ ràng đối diện không đấu lại phía bên mình, phe mình bóp trái lại chiếm cứ quyền chủ động. Vũ khí trực tiếp đi tới nhà mình tháp phòng ngự phía trước trở về thành, Dương Tiểu Ý nhìn mình trên người đã có 1.700 kim, Dương Tiểu Ý đem tuyến đẩy đi qua cũng là lựa chọn trở về thành. Trực tiếp mua một thanh quốc chim cùng gậy bùng nổ dương tiểu ý đó là điều khiển mình qua quyết lần hai trở lại tuyến thượng trực tiếp giữa khán giả nhìn dương tiểu ý ra trang cũng ngẩn chủ bá lúc này phải ra khỏi vô cực còn là mũ a à, thế nào bất luân bất loại a à? đúng vậy chủ bá phải ra khỏi kia hai trang bị cũng quá kéo tiết tấu đi trên cái thế giới này cuồng đau ginoso tuy rằng đổi bản thế nhưng vẫn như cũ thuộc về ít lưu ý trang bị cho nên đại gia đến cũng không thế nào quan tâm qua ai tắm này đi tới tuyến thượng dương tiểu ý liếc nhìn binh tuyến nhích lại gần mình bên này vị trí ngược lại cũng không lo lắng le xin qua đây gan nhìn ở phía trước khiêu vũ trào phúng vũ khí của mình dương tiểu ý tâm lý một trận cười nhạt tại cho ngươi nhảy nhóc một hồi nhìn mình chằm chằm trước mắt tiểu binh tính toán tiểu binh lượng máu dương tiểu ý phát hiện làm bản thân tập trung tinh lực thời điểm hắn thao tác sẽ thay đổi dị thường nhẫn nhụi một chút một cái a đến tàn máu tiểu binh mở ra bản dương tiểu ý phát hiện đối diện vũ khí ra kiện thứ nhất trang bị vẫn là ba hạng món nhỏ hoàn toàn không có ra dương đao ý tướng tuy rằng dương tiểu ý mỗi lần đều a tàn máu tiểu binh một lần cuối cùng thế nhưng binh tuyến còn là không thể tránh khỏi hướng phía đối diện tháp phòng ngự đi đến nhìn binh tuyến cuối cùng từ đối diện tháp phòng ngự đi ra hơn nữa oa quyết thì ở phía trước không nói hai lời trực tiếp một cái nhảy chém thêm phản công chính là đánh vào sói trên thân người chờ đến vũ khí phản công sau khi kết thúc Dương Tiểu Ý phát hiện hắn vẫn đang cũng không lui lại xu thế thời điểm, không nói hai lời một kỹ khác máu công kích đó là đánh vào vũ khí trên người của, vừa bị vũ khí nhảy chém xóa sạch lượng máu trong nháy mắt đó là hồi phục lại, đồng thời mở ra vê đúc kỹ năng thợ săn rống giận, trong nháy mắt qua quyết tốc độ công kích chiếm được tăng lên trên diện rộng, một chút một cái A à tại vũ khí trên người. Lưu mạng một hồi vũ khí phát hiện, đối diện qua quyết không có rơi nhiều ít máu, HP của chính mình cũng sắp rơi đến nửa máu tâm lý có điểm chột dạ, liền muốn lui về phía sau đi. Làm dương tiểu ý tại một lần khác máu công kích đánh vào vũ khí trên người của, nhất thời một tiếng tiếng sói tru âm truyền ra, nguyên lai vũ khí lượng máu đã đến nửa máu, gây ra mình e kỹ năng. Nhìn đối diện vũ khí nếu muốn lui về phía sau, dương tiểu ý cười hắc hắc, đã quên vừa mới khiêu vũ lúc, hiện tại trái lại muốn chạy, thiêu đốt cùng ung tiêu đồng thời đeo vào vũ khí trên người. Chương 5 có thể dây người qua quyết. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 5 Có thể dây người qua quyết, thơ Con, chờ đến lớn chiêu sau khi kết thúc, thẳng tiếp một chút bình A phối hợp thiêu đốt, Dương Tiểu Ý tịch thu mình người đầu tiên đầu, nhìn trên người đã trên người một nghìn đồng tiền, Dương Tiểu Ý tương binh tuyến đẩy đi qua, lựa chọn trở về thành. Nhìn qua quyết đơn giết vũ khí, trực tiếp giữa nhất thời náo nhiệt. Qua quyết cái này anh hùng tốt vô lại a, à, vũ khí đánh nửa ngày kia một cái quy liền đem lượng máu bồi thường tới rồi. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn chơi một thanh top qua quyết. Cầu trên lầu khát hố đồng đội. Cầu khát hố đồng đội từ một dương tiểu ý về nhà, cuồng đao ghi đi lên, khoảng thời gian này, có cuồng đao ghi nô qua quyết chính là ba ba. Trở lại tuyến thượng, vũ khí cũng không dám như lúc trước vậy xương cuồng, một mực hèn mọn tại binh tuyến phía sau, thỉnh thoảng qua đây bổ hai đao khả năng còn không có từ mới vừa trong bóng tối đi tới cứ như vậy bình ổn phát dục mấy phút sau dương tiểu ý phát hiện vừa còn rất hèn mọn vũ khí đột nhiên thay đổi phong cách lần nữa trở nên càng rỡ dâng lên nhìn trực tiếp lướt qua binh tuyến tới đánh vũ khí của mình dương tiểu ý hai mắt chút ngưng vô duyên vô tội cải biến phong cách như vậy chỉ có một loại khả năng đó chính là đối diện dung gồ tới rồi bất quá dương tiểu ý cũng không hư bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể một v2 nhưng lại không cần chết, quả nhiên sau đó không lâu còn có ba phần có hai lượng máu Le Sin từ phía sau trong bụi cỏ trực tiếp sờ mắt đi tới oa quyết trước người. Nhìn đi tới trước người Le Sin, không chờ hắn đưa ra ung tiêu, Dương Tiểu Ý đó là trực tiếp sử dụng ung tiêu đem Le Sin dừng lại ở đó, bởi vừa vũ khí nhảy chém tới được thời điểm đã giao rất phản công, hiện tại trái lại cũng không có kỹ năng có thể đánh đoạn oa quyết ung tiên nhìn qua quyết ung tiêu giao cho Lê Sinh, vũ khí nhãn tình sáng lên, liều mạng đối về hoa quyết công kích, thế nhưng đánh nửa ngày vũ khí cũng phát hiện, qua quyết lại có thể đang điên cùng hồi huyết, hơn nữa nhà mình bên này Lê Sinh, nguyên bản có tiếp cận ba phần có hai lượng máu Lê Sinh, dĩ nhiên là trực tiếp bị dây ở tại tại chỗ. Vô cực tràn buộc trong nháy mắt đem cuồng đao Ginoso trạng thái điệp đến rồi đầy tầng, Qua quyết tốc độ công kích, lực công kích, pháp cường trong nháy mắt chiếm được tăng vọt, đợi được ung tiêu kết thúc trong nháy mắt một kỹ khác máu công kích tịch thu lê xin đầu người, đồng thời cũng tịch thu lê xin vừa đánh xong hồng bút. Nhìn nếu muốn trốn chạy vũ khí, Dương Tiểu Ý làm sao cho hắn cơ hội, trực tiếp mở ra vê đúc kỹ năng khác máu rống giận, một cái A ở tại vũ khí trên người, bởi hồng bút giảm tốc độ duyên cớ, vũ khí cũng là khó thoát vận rủi, chết thảm nhà mình tháp trước. Tóc cùng dung Go lần lượt chết, đội xanh phóng khí thế của trong lúc nhất thời hạ xuống băng điểm dung gồ, tóp cầu các ngươi khác tặng được chứ, ổn định. Mít có chút ưu thế Serac đánh chữ đối về đồng đội nói. Vũ khí cùng Lê đều á khẩu không trả lời được, tuy rằng Serac trong miệng có oán trách ý tứ, thế nhưng cái này sống đúng là hai người mình đi ra vấn đề. Nhìn qua quyết một v hai đồng thời giết ngược lại hai người, trực tiếp giữa nhất thời sôi trào. Người sói này quá hung hãn đi, một v hai không chút nào kinh sợ. Nhìn đối diện vũ khí, ta quyết định mua một cái oa quyết. Dương Tiểu Ý cũng không biết, hắn trực tiếp giữa độ hot chính đang thông thả tăng trưởng, cho tới bây giờ thì đã đột phá ngàn người đại quan, một cái chủ bá nếu như có một nghìn người người ái mộ, như vậy Nguyệt thu nhập bốn, năm ngàn còn là không thành vấn đề, xem liền xem chủ bá có thể không duy trì. Dương Tiểu Ý mở ra trò chơi, chỉ có thể thông qua đạn mạc trợ thủ quan sát mọi người lên tiếng, tuy rằng đạn mạc nhiều hơn rất nhiều, thế nhưng Dương Tiểu Ý cũng cũng không biết có bao nhiêu người đang quan sát mình trực tiếp, nhìn đạn mạc thượng tất cả mọi người tại hỏi tại sao mình có thể dây người, Dương Tiểu Ý cũng không có tàn tư, trực tiếp đối về đại gia giải thích lên nguyên nhân trong đó. Nói vậy đại gia cũng tò mò ta vừa vì sao có thể một v hai bất tử, còn có thể giết ngược lại hai người, không biết đại gia chú ý tới ta ra ai tắm này không có, không sai chính là cái này cùng đau Ginoso không biết đại gia chú ý tới ai tắm này thuộc tính không có, 30 điểm lực công kích, 40 điểm pháp thuật cường độ. Duy nhất bị động. Mỗi lần đòn công kích bình thường cung cấp 8% tốc độ công kích, 3 lực công kích cùng 4 pháp thuật cường độ, duy trì liên tục 5 giây, tối đa có thể chồng 8 tầng, cận chiến công kích cung cấp 2 tầng hiệu quả. Tại ngươi có 8 tầng hiệu quả lúc, cung cấp quỹ tác cơn giận. Quỹ tác cơn giận phổ công tại trúng đích thì hội đối mục tiêu cùng mục tiêu bên người địch quân đơn vị tạo thành thêm vào ma pháp thương tổn, mức thương tổn tương đương với 20-15% thêm vào lực công kích cùng 7. 5% pháp thuật cường độ Hoa quyết ung tiêu có thể gây ra 5 lần công kích đặc hiệu, có thể trong nháy mắt đem cuồng đao Ginoso điệp đến đầy tầng, nói cách khác 64% tốc độ công kích, 54 ác cùng 72 pháp mạnh, hơn nữa đem cuồng đao Ginoso điệp đầy sau còn có thể phụ gia mới trạng thái, làm ý ai tắm này có thể nói là trước mặt phiên bản bị mai một mạnh nhất trang bị. Đương nhiên cuồng đao Ginoso ai tắm này không chỉ có oa quyết có thể rớt ra, vũ khí, sinh gia, thiên sứ đều có thể ra, hơn nữa thương tổn phi thường tăng mạnh, cường liệt đề cử đại gia thử xem. Nghe Dương Tiểu Ý giải thích, trực tiếp giữa khán giả trong lòng trở nên kích động. Chủ bá thật là nghiệp giới lương tâm nghiệp giới lương tâm về 10086. Không nghĩ tới cùng đao Ginoso ai tắm này mạnh như vậy. Trong trò chơi, đồng đội cũng là bởi vì Hoa quyết cường lực mà cảm thấy hưng phấn. Đại thần, đây là người tiểu số sao? Cùng mình sắp xếp qua một lần gia vàng bốn tò mò hỏi, tuy rằng phân đoạn không cao, thế nhưng vậy cũng giới hạn cùng thao tác, nhãn lực cũng không tệ lắm, tự nhiên đó có thể thấy được nhà mình cái này top qua quyết là một cao thủ không vâng. Dương Tiểu Ý đơn giản trả lời một câu. Gia vàng bốn tâm lý âm thầm gật đầu, đại thần chính là lớn thần, nói dối lời nói đều như thế lời ít mà ý nhiều. Tại gia vang bốn tâm lý đã nhận định lúc này một cái đại thần xuống tới từ nhỏ số. Đại thần có thể cho tốt hữu vì sao? Gia vang bốn mong được hỏi. Ta không cùng người song bài. Nhìn gia vang bốn câu hỏi, Dương Tiểu Ý có chút hơi khó nói đại thần không cần cùng ta song bài, ta chỉ là muốn thêm tốt hữu, sau này ốc đại thần, hiếu học học kỹ thuật. Nếu đối phương cái này đều nói như vậy, Dương Tiểu Ý đến cũng không tiện cự tuyệt nữa người ta, khi thấy gia vàng bốn đơn giản như vậy liền bỏ thêm chủ bá bạn tốt sau, trực tiếp giữa dặm khán giả cũng không đáp ứng. Này gia vang thật thương mại cơ trí, ta cũng nghĩ gia tăng thần bạn tốt a. À? Nhanh lên một chút gia tăng thần, không thì một hồi không vị trí trong lúc nhất thời trực tiếp giữa dặm khán giả nhộn nhịp thỉnh cầu thêm Dương Tiểu Ý làm bạn tốt. Ván này đối diện vẫn như cũ lựa chọn 20 đầu, đối mặt một cái một đánh hai, một đánh ba đều không chết qua quyết, thậm chí có thể phản giết hai cái, giết ngược lại ba cái oa quyết, thực sự rất khó có đánh tiếp dục vọng rồi. Chờ đến Dương Tiểu Ý rời khỏi trò chơi giới diện thời điểm, bất ngờ phát hiện mình trực tiếp giữa dặm khán giả đã đột phá một nghìn người đại quan, điều này làm cho Dương Tiểu Ý hưng phấn không thôi trước đây mình làm trực tiếp tối đa cũng liền hơn 10 người quan sát, hơn nữa vậy hay là có bản thân bạn học phủng tràng duyên cớ, cho tới bây giờ không có nhiều người như vậy thời điểm, còn bản thân đến tột cùng là hồi sinh còn là xuyên qua, dương tiểu ý đến cũng không có ở suy nghĩ nhiều, tại có phụ. Mẫu tại, huynh đệ tỷ môn tại, nơi nào không phải nhà. Mà trực tiếp giữa dặm cái kia hứa hẹn qua cho mình hỏa tiễn khán giả cũng quả nhiên ra sức tại bản thân sau khi kết thúc liền trực tiếp cho mình chà một cái hỏa tiễn, phải biết rằng một cái hỏa tiễn thế nhưng 500 MBA, mà khi có người cho của mình thích chủ bá quét hỏa tiễn thời điểm, tất cả trực tiếp giữa đều biết thu được nào đó nào đó nào đó cho nào đó chủ bá khen thưởng một cái hỏa tiễn tin tức, cho nên rất tự nhiên dương tiểu ý trực tiếp giữa ở trong nháy mắt này thời gian nhiều một đám 66 đảng. Nếu nói 66 đảng chính là thấy người khác cho nào đó chủ bá quét hỏa tiễn, trực tiếp một chút kích tiến nhập chủ bá gian phòng lĩnh lễ vật quét sáu người. Tự nhiên mà vậy Dương Tiểu Ý căn phòng của nhân số đột phá năm nghìn, kỳ thực đại bộ phận đều là từ khác chủ bá căn phòng của đã chạy tới lĩnh lễ vật. Dương Tiểu Ý đối với lần này tất nhiên là thiên ân vạn tạ, cảm tạ thổ hào đại phần thưởng. Sau đó Dương Tiểu Ý lại đánh kỹ bàn trò chơi, bởi vì có Dương Tiểu Ý duyên cớ trên cơ bản đối diện mỗi bàn đều là 20 đầu tiết tấu. Mười tràng định vị thi đấu tự nhiên không huyền niệm chút nào toàn bộ lấy được thắng lợi. Chương 6 Có tiền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 6 Có tiền, Perfecter Com, chờ đến đánh xong 10 tràng xác định đẳng cấp thi đấu thời điểm, 10 tràng định vị thi đấu toàn bộ thắng lợi, Dương Tiểu Ý bị định đến rồi vinh quang hoàng kim năm đẳng cấp, điều này làm cho trực tiếp giữa khán giả rất là cực kỳ hâm mộ phải biết rằng nơi này xếp hạng cơ trí thế nhưng một hồi chỉ thêm 10 phân A, hơn nữa ngay cả thua sẽ gấp bội cài phân, cho nên đối với đại đa số định vị đến bạch ngân người mà nói, bọn họ cần đánh mấy chục tràng thậm chí mấy trăm tràng mới có thể đột phá đến hoàng kim đẳng cấp. Nhìn đồng hồ, đã là ban đêm 2 giờ đồng hồ, Dương Tiểu Ý cũng là có chút buồn ngủ, đối về trực tiếp giữa dặm khán giả nói vài câu xin lỗi, thuận tiện nói cho đại gia ngày mai trực tiếp thời gian, đó là đóng trực tiếp giữa trở lại lữ điếm, Dương Tiểu Ý đó là trầm trầm ngủ đi xuống. Chờ đến ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Dương Tiểu Ý vội vàng mở máy vi tính ra tra xét tra tin tức, phát hiện mình ngày hôm qua từng trải không phải là mộng sau khi, mới thật dài thở vào một cái. Lão Thiên cuối cùng cũng không có ở để cho ta thất vọng một lần. Nhìn một chút tốn, mới hơn 10 giờ chung, còn rất sớm, ân, đúng, còn rất sớm, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Dương Tiểu Ý mỗi ngày suốt đêm sau khi, Thông thường đều là ngủ thẳng buổi chiều hai điểm đa tài tỉnh, hôm nay 10 điểm đã thức dậy, quả thực phải sớm rất nhiều. Dậy sớm, Dương Tiểu Ý cũng không biết bản thân nên làm những gì, nếu như bình thường mình cũng liền xem xem thời gian, thế nhưng từ Dương Tiểu Ý phát hiện thế giới này cải biến sau khi, hắn cảm giác mình cũng có thể cải biến một ít, không thể tại giống như kiểu trước đây hồn hồn ngạt ngạt sống sót. Nghĩ như vậy, Dương Tiểu Ý đột nhiên nhớ tới, trong điện thoại di động của chính mình còn có một tòa bảo sơn thế giới này hứa tung không giải thích được tiêu thất thế giới này cũng không có hắn hát trôi qua ca cho nên điện thoại di động của mình dặm cái này ca khúc liền đều biến thành mình tuy rằng thanh âm của mình cùng hứa tung có như vậy một chút xíu như thế nhưng cũng không có thể như vậy liền trực tiếp hy lý hồ đồ trực tiếp đem cái này ca khúc phát biểu a à, một cái một điểm âm nhạc biết không người biết sáng tác ra nhiều như vậy tốt ca khúc nói ra ai tin tâm lý có chủ ý Dương Tiểu Ý đó là quyết định đi thư điếm xem chút về nhạc lý phương diện tri thức, mua sách là khẳng định không thể nào, trong túi cứ như vậy mấy mươi đồng tiền, còn phải lên mạng đi ăn, chỉ có thể mặc dậy tại thư điếm xem sách. Nghĩ đến tiền, Dương Tiểu Ý liền lại là một trận phát sâu, cũng không biết bản thân trực tiếp giữa dặm tiền lúc nào có thể phát hạ tới. Nói đi là đi, đi tới thư điếm, Dương Tiểu Ý liền thẳng đến cùng âm nhạc có liên quan thư tịch khu vực này đi đến. Cầm lên một quyển muốn tìm nhạc lý thư tịch, Dương Tiểu Ý đó là hướng phía góc ghế trên đi đến. Bởi vì phải làm mình thích việc làm, cho nên cho rằng đọc sách là nhất kiện thập phần khô khan chuyện Dương Tiểu Ý, lại có thể tại thư điếm Tân Tân Hữu Vị nhìn lên quyển sách trên tay tịch, bất quá nhìn càng nhiều, Dương Tiểu Ý lại càng biết làm âm nhạc độ khó. Xem ra chốc lát bản thân thì không cách nào phát biểu cái này ca khúc, hiện tại chỉ có thể chậm rãi học tập. Dương Tiểu Ý trong lòng yên lặng nghĩ. Cùng lúc đó, tại thư điếm một chỗ khác, có một tóc dài cùng thắt lưng mắt to cô gái xinh đẹp cũng thẳng tắp nhìn chầm chầm Dương Tiểu Ý, trong mắt mang theo ti cho phép phức tạp, cũng không đến cùng Dương Tiểu Ý nói cái gì, lặng lẽ trực tiếp đi ra thư điếm. Đương nhiên đang ở chăm chú học tập trong Dương Tiểu Ý thì không cách nào phát hiện. Xem đến quyển sách trên tay tịch, Dương Tiểu Ý phản phất trong chơi tại một mảnh âm nhạc Hải Dương, thế nhưng lúc này một trận quen thuộc chuông điện thoại di động đem Dương Tiểu Ý từ đó gọi tỉnh lại. Dương Tiểu Ý nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ, chút bất tri bất giác đã là đến rồi buổi chiều 5 giờ, phương Bắc mùa đông đen luôn luôn đặc biệt sớm, vừa mới cương 5 điểm nhiều một chút, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh. Dương Tiểu Ý đem thư tịch thả lại tới nguyên vị, đi ra thư điểm sau mới tiếp cú điện thoại. Này, người khỏe, là Dương Tiểu Ý tiên sinh sao? Tiếp cú điện thoại, bên đầu điện thoại kia truyền đến một người tuổi còn trẻ giọng cô gái. Đúng, ta là ta là Hùng Miu TV tại vụ nhân viên, bởi vì ngài không phải chúng ta công ty ký kết nhân viên, hơn nữa ngày ngày hôm qua thu nhập đột phá 1.000 đồng tiền. Công ty đối với không ký kết chủ bá thu nhập đột phá 1.000 đồng tiền, đều là đúng lúc chuyển khoản, cho nên gọi điện thoại thông tri ngài một chút, ngài tiền lời hôm nay đánh tới. À, nghe lời nói của đối phương, Dương Tiểu Yến ngẩn người, sau đó mới phản ứng được bản thân có tiền, vội vàng cùng đối phương nói lời cảm tạ vài câu mới cúp điện thoại đến rồi ngân hàng, phát hiện thẻ ngân hàng của mình trong quả nhiên nhiều hơn 1.000 đồng tiền, Dương Tiểu Ý không có đưa chúng nó toàn bộ lấy ra, chỉ là lấy ra 200 đồng tiền. Đã lâu không ăn thịt à, hôm nay nhất định phải hảo hảo khao khao bản thân. Dương Tiểu Ý tâm lý yên lặng nghĩ. Ngay sau đó Dương Tiểu Ý đã đến bánh chẻo quán ăn một bữa 20 đồng tiền bánh sủi cảo, chờ Dương Tiểu Ý xoa cái bụng đi ra nhà hàng, trực tiếp chạy về phía Internet, bởi vì Lữ Điếm hôm nay đến kỳ, cho nên dương tiểu ý sẽ không có tại đi lữ điếm nghỉ ngơi một chút dương tiểu ý quyết định hôm nay vẫn như cũ suốt đêm trực tiếp sáng sớm ngày mai tại ở lữ điếm như vậy lại có thể tiết kiệm được một ít tiền dù sao mình bây giờ còn thiếu bạn học một ít tiền không có còn đây dù sao cũng đối với thiếu tiền dương tiểu ý trong lòng vẫn là có một loại tội ác cảm hy vọng lập tức đem tiền trả lại cho nên trước lúc này bản thân còn chưa phải có thể tiêu tiền như nước a đi tới internet vọc tiền nét thuần thục mở máy vi tính ra chờ đến dương tiểu ý khai thông trực tiếp thời điểm phát hiện mình trực tiếp giữa đã có mấy người ở nơi nào tán gẫu đúng là ngày hôm qua mới bắt đầu đến xem bản thân trực tiếp mấy người kia trong đó còn có đưa bản thân hỏa tiễn vị kia đối mấy người này ai đi dương tiểu ý còn là có ấn tượng qua wow, chủ bá không phải nói bảy điểm trực tiếp sao cái này còn có nửa giờ đây à nhìn dương tiểu ý lại có thể tới như vậy chi sớm trực tiếp giữa khán giả tò mò hỏi ta đến bây giờ còn là một không việc làm a à, lữ điếm thời gian nghỉ ngơi đến rồi không muốn tại lữ điếm tốn nhiều tiền cho nên liền sớm một chút tới cho các ngươi trực tiếp hy vọng các vị ủng hộ nhiều hơn hát dương tiểu ý thành thật nói chủ bá hôm nay còn muốn biểu diễn top qua quyết sáu lộ sao ta dùng sói người đã năm tháng liên tiếp ta cũng vậy à, a qua quyết top thật là một gia hôm nay không chơi top qua quyết hôm nay chủ bá ta muốn chơi một cái bạo lực điểm anh hùng có thể đem địch nhân trảo khóc anh hùng. Từ lúc Dương Tiểu Ý tới internet trước khi cũng đã nghĩ xong hôm nay muốn trực tiếp anh hùng. Cái này người anh hùng tại thì ra là cái thế giới kia tuy rằng trải qua vài lần suy yếu, nhưng vẫn là vô cùng nóng nảy, thế nhưng tại thế giới này tạm thời gọi như vậy a, à, trải qua hai lần suy yếu, cũng dùng cái này người anh hùng ngồi lên rồi vẻ lạnh, chính là ngay cả nhà vẽ kiểu cũng đang lo lắng cái này người anh hùng trọng tố kế hoạch mấy ngày hôm trước vừa mới cương chứng kiến qua cái này người anh hùng huy hoàng một mạng, Dương Tiểu Ý có thể không đành lòng cái này người anh hùng chiêu đến trọng tố, cho nên hôm nay hắn muốn cho cái này người anh hùng khi hắn hôm nay chỗ ở trên cái thế giới này lần nữa cuộc khởi. Chương 7 Ít lưu ý anh hùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 7 Ít lưu ý anh hùng Perpetuster Con, thời gian sắp đến 7 điểm, trực tiếp giữa nhân số của cũng là lục tục đang kéo dài tăng đến. Đoạn thời gian này, Dương Tiểu Ý một mực cùng đại gia cãi cọ, tâm sự tốt qua quyết có điểm cùng khuyết điểm, mắt thấy nhân số đã sắp phải đến 500 người, Dương Tiểu Ý biết cái này cũng gần như là cực hạn. Tuy rằng ngày hôm qua nhân số cao nhất thời điểm đột phá 5.000, nhưng kia cũng là bởi vì thổ hào khen thưởng hỏa tiễn nguyên nhân. Hơn nữa ngày hôm qua thì cuối tuần, hôm nay thứ hai, học sinh đều đang đi học, cho nên nhân số liền tự nhiên mà vậy thiếu rất nhiều, thế nhưng Dương Tiểu Ý vẫn là rất cao hứng, có 500 người đang nhìn hắn trực tiếp, cái này tại trước kia là hắn căn bản không dám tưởng tượng. Hôm nay chủ bá sẽ là đại gia mang đến một trường giết chóc, cái này người anh hùng ở trong mắt ta nếu so với văn xăm đặt đờ ra vận còn muốn bạo lực, hơn nữa cái này người anh hùng hôm nay còn là một cái ít lưu ý anh hùng, cũng chẳng có bao nhiêu người đang chơi, cho nên nếu như đại gia có thể luyện thành cái này người anh hùng, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành của ngươi mang mùi thần khí. Trực tiếp giữa dặm khán giả nghe được Dương Tiểu Ý chính là lời nói sau, miễn bàn tốt bao nhiêu kỳ, lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ là Riven, Leysin, Sin, Raven các loại anh hùng, thế nhưng nghe được chủ bá nói là một cái ít lưu ý anh hùng, lần này trực tiếp giữa trực tiếp tạc qua. Chủ bá cái này bê thổi, ta phục. Chủ bá không thổi bê, chúng ta vẫn là có thể thật tốt xem trực tiếp nghe được chủ bá bình tĩnh như vậy thổi bê, ta thế nào có chút tin đây? Chủ bá nếu như dùng ít lưu ý anh hùng sau văn xâm đặt ngưu bê, ta trực tiếp ăn bay liện, đại gia nhớ ở của ta ai đi? Nhìn trực tiếp giữa trong rõ ràng không tin nói, Dương Tiểu Ý cười hắc hắc, trực tiếp một chút mở xếp hạng hệ thống. Bởi chỉ có một phục vũ khí, cho nên cho dù hôm nay là thứ hai, còn là rất nhanh xếp hàng đồng đội. Tầng 2 Dung Gồ Ván này Dương Tiểu Ý tại đội xanh tầng 2, sợ đồng đội đoạt vị trí, trực tiếp báo ra bản thân muốn đánh vị trí. Chờ đến Dương Tiểu Ý xác định tuyển người sau, trực tiếp giữa khán giả nhất thời ngây ngẩn cả người, ngồi đợi chủ bá bị tàn sát. Cái này anh hùng Quang Phương không phải nói có ý hướng trọng tố sao. Cái này anh hùng có thể cây, ta cũng trực tiếp ăn bay liện. Không riêng trực tiếp giữa dặm khán giả ngây ngẩn cả người, chính là Dương Tiểu Ý vài tên đồng đội cũng có chút không rõ tầng hai đại ca cái này anh hùng được sao Cầu tầng hai ba ba khác đưa ta là hoàng kim tấn cấp thi đấu nhìn đồng đội nói dương tiểu ý bình tĩnh đánh hạ mấy chữ yên tâm nằm xong chủ bá cái này bê trang ta cho mười phân ngồi đợi chủ bá bị đánh mặt nhìn nhiều người như vậy rõ ràng không tin dương tiểu ý cũng không có quá nhiều giải thích hết thảy đều cần nhờ thực lực nói chuyện cái này hắn lựa chọn anh hùng đúng là renga đã từng vương ô mai sử dụng hắn tạo cho hắn trọng tháp cuồng ma xưng hào thế nhưng kèm theo lần lượt phiên bản suy yếu đến nơi này cái phiên bản trên cái thế giới này thì đã cơ bản không có bao nhiêu người đang sử dụng renga mà những thứ kia bởi vì sử dụng renga trở thành quốc phục đệ nhất người tỷ như simba ma thú hậu duệ renga uông đám người trên thế giới này cũng là chưa từng xuất hiện nhớ tới mấy ngày hôm trước bản thân còn đang xem renga trảo khóc hàn quốc nữ chủ bá video Dương Tiểu Ý trong lòng vẫn là một trận buồn cười, nếu hôm nay trên cái thế giới này không ai tại hiện của ngươi huy hoàng, vậy hãy để cho ta tới thành tựu ngươi đi. Tuyển người kết thúc, phe mình top lựa chọn gan lăng cái này tuy rằng trải qua suy yếu, nhưng vẫn là hết sức ấp anh hùng, dung gồ còn lại là Dương Tiểu Ý Renga, Mid Lulu, Bao còn lại là CV cùng Morgana. Đối diện top Renken, Dung Gồ Mid Mít Aji, Bo còn lại là Gray cùng Manfit, người đá tiến nhập chiến đấu hình ảnh, bởi Dương Tiểu Ý tại đội xanh, cho nên có thể trực tiếp được sự giúp đỡ của Bo Hồng Mở. Đây cũng là Dương Tiểu Ý chơi Renga ga thích nhất phân phối đến nhất phương, bởi vì này dạng đánh xong mình hồng bút bản thân có thể trực tiếp đi phản le xin giả. Nhìn Renga ga đánh xong mình hồng, không có ở đánh F4, cũng không đi nhà mình lam bút, mà là bay thẳng đến đội tím hồng bút đi đến, đồng đội có chút ngay dại. Mít Lulu điên cuồng cho Renga phát tín hiệu nói cho hắn biết đừng đi kia. Bob Morgana cũng là đánh chữ nói. Renga, đừng đi đưa A, à, ngươi kém như vậy anh hùng làm sao có thể đánh thắng được Lê A. À. Trực tiếp giữa dặm khán giả cũng là đang khuyên dương tiểu ý, chủ bá không cần nhớ không ra, cho dù không thể cây, cũng không cần đi đưa A. À. Đối diện Lê cho chủ bá sông Cuba, nghiệm chứng hoàn tất. Dương tiểu ý thế nhưng không để ý đến những người này, như trước làm theo ý mình hướng về đội tím hồng bút đi đến, trước khi đánh xong mình hồng búp sau khi đã để giành được ba cái gậy hung ác giá trị, đánh xong hồng bút Dương Tiểu Ý thuận lợi lên tới cấp 2, trực tiếp một chút hạ e kỹ năng cú ném bô la. Đi ngang qua nhà mình F4 cùng Lam bút thời điểm, thuận tiện ném hai cái cú ném bô la, thành công điệp đến năm tinh. Bởi vì Dương Tiểu Ý đánh xong hồng sau khi, trực tiếp căn cứ đội tím hồng bút mà đến, cho nên đợi được dương tiểu ý đến đối diện hồng bút thời điểm Lê Sinh còn chưa từng có tới dương tiểu ý tại hồng bút bụi cỏ kia trong cắm cái mắt sau liền trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cái khác bụi cỏ chậm đợi le xin đến không bao lâu đó là thấy một đạo bạch quan bắn về phía hồng bút dương tiểu ý ánh mắt chút ngưng tâm lý lại là có chút buồn cười khả năng cái này le xin cũng thật không ngờ bản thân sẽ tới phản hắn đi thậm chí ngay cả cái mắt cũng không xuyên vào lại lớn như vậy khung bản in cả trang báo đã đi tới. Lê xin đến hồng bút thời điểm, lượng máu chỉ nửa máu nhiều một chút, Dương Tiểu Ý biết, hắn nhất định là đánh ba lan, nếu không hát của hắn không thể thấp như vậy, bất quá như vậy rất tốt, cái này lượng máu vừa lúc ở mình chém vết tuyến, bất quá Dương Tiểu Ý vẫn là không có động, bởi vì hắn cần Lê xin đang giúp hắn đánh một chút hồng bút, như vậy bản thân giết người sau khi mới tốt mau hơn lấy xuống bút. Trong lúc bất chợt Dương Tiểu Ý nhãn tình sáng lên, nhìn hồng bút lượng máu, là thời điểm nên xuất thủ, không ra tay nữa khả năng Lê Xin sẽ trừng phạt. Không do dự, quy kỹ năng tàn nhẫn vô tình trực tiếp đè xuống, bởi vì Renga tại trong bụi cỏ có, có bị động, mà Lê cũng không có vượt lên trước Renga đột kích cự ly, vì truy cầu thương tổn tối đại hóa, Dương Tiểu Ý không có sử dụng bụi cây ma thuật, mà là trực tiếp sử dụng quy kỹ năng nhào đi xuống, hơn nữa tại nhào đi xuống trong nháy mắt trên không trung sử dụng e kỹ năng cú ném bola. Thấy đột kích xuống Rengar, Lê Sinh sửng sờ, ngay sau đó là thấy HP của chính mình trong nháy mắt đó là đến cuối, Lê Sinh đó là trực tiếp sử dụng tốc biến, chuẩn bị chạy trốn. Thấy Lê Sinh sử dụng tốc biến, Dương Tiểu Ý thao tác Rengar không nhanh không chậm hướng về hồng bút bên cạnh bùi có kia đi đến, bởi Lê Sinh trúng rồi Rengar e kỹ năng cú ném bola, bị giảm tốc độ 60%, cho nên đợi được Rengar đi vào bụi có thời điểm cho dù Lê Sinh tóc biến, hắn vẫn không có chạy ra Renga ga đột kích cự ly. Kèm theo Renga ga đột kích mà xuống, Lê Sinh lượng máu trong nháy mắt thanh không, cho dù đến chết hắn cũng thật không ngờ vì sao một cái cái này yếu thế anh hùng, sẽ đem chính mình giết chết. Chương 8 Rời xuống đất dây Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 8 Rời xuống đất dây, Thurbetster trăm 666 666 666 6, ta thảo, Renga lại có thể đem lê xin cho dây. Chủ bá cái này sống, ta triệu ngày thiên ăn xong. Bất quá vừa ta thế nào không chú ý chủ bá e kỹ năng là lúc nào thả ra ngoài a à? Đúng vậy, chủ bá e kỹ năng thế nào thả ra ngoài? Renga thương tổn thật cao a à, nửa máu Lê Xin bị hắn nhào một chút trực tiếp đến cuối. Kèm theo dương tiểu ý Renga đơn giết Lê Sinh trực tiếp giữa trong nháy mắt náo nhiệt đổi tím, a di nhìn mình nhà le xin chăn đơn giết không từ ra một cái vấn an ta vừa bị đối diện dung gồ đánh lén yên tâm ta đến sáu cấp đánh chết hắn dương tiểu ý đem đối phương hồng bút tịch thu sau thuận lợi lên tới cấp 3, hơn nửa lần hai điệp tra năm tin trực tiếp giữa khán giả đều cho là hắn tịch thu hồng bút sau sẽ trở lại nhà mình đánh lam bút nhưng khi nhìn renga hướng đi cũng không có chút nào muốn hướng mình nhà di động xu thế chủ bá đây là không để lại đường sống a bất quá có thể dây sao mới vừa rồi là nửa máu le xin lần này thế nhưng mới từ nước suối sống lại đầy máu le xin a không sai dương tiểu ý tịch thu hồng bút điệp ra năm tin sau không có tuyển chọn về nhà mà là hướng phía bãi đất đi đến dương tiểu ý điều khiển trên ga đi tới đối phương bãi đất phía trước bụi cỏ kia trong ẩn giấu đi hắn tin tưởng đối diện le Sinh nhất định sẽ tới xem một chút nhà mình hồng có hay không bị bản thân đánh xong Quả nhiên sau đó không lâu, Dương Tiểu Ý thực hiện trong đó là xuất hiện Lê Sinh thân ảnh của, Lê Sinh chậm rãi hướng phía phe mình Lam bút đi đến, không chút nào ý thức được bản thân ngay kề cận cái chết. Dương Tiểu Ý không có gấp, đợi được Lê Sinh đi tới trước người mình thời điểm, mới ra tay, trực tiếp nằm tinh quy kỹ năng rượu máu lên tay, đột kích đi xuống đồng thời, yêu kỹ năng đồng thời thả ra, chỉ thấy nguyên bản đầy máu Lê Sinh, trong nháy mắt đó là rơi đến nửa máu một chút không nghĩ tới Renga Ga thương tổn cao như vậy, Le Sinh vội vàng về phía sau đi đến, thế nhưng không có tóc biến hắn bị Renga Ga trên người hồng bút dính lấy, đến là đi thập phần thông thả. Dương Tiểu Ý vừa đi vừa bình a, à, Hoàng Mỹ đi chém, trực tiếp đem Le Sinh người thứ hai đầu thu nhập trong túi, dẹp xong đầu người sau, Dương Tiểu Ý trái lại không có lần nữa ở chỗ này ngồi trầm hổng hắn. Nếu như đối diện Le Sinh bị mình giết hai lần, còn dám tới dò xét tóc dung gồ khu, đó chính là thật khờ nhìn Renga lại có thể lần hai đơn giết Lê Sinh, hơn nữa còn là cấp 3 trực tiếp miễu sát đầy máu Lê Sinh, trực tiếp giữa khán giả đều là khó có thể tin. Đau lòng Lê Sinh Renga 3 cấp lại có thể có thể dây đầy máu Lê Sinh, cái này sống ta phục. Trước đây tại sao không có phát hiện Renga thương tổn cao như vậy? Quy cầu chủ bá Renga ngay cả chiêu. Đội tím nhìn nhà mình Le Sinh lần nữa chăng đơn giết. A à gì không khỏi mở ra mọi người khung chắc hỏi. Renga, ngươi cho Le Sinh nhiều ít cua bơ. Nhìn a Di đánh ra chữ viết, Le Sinh cũng là khóc không ra nước mắt, không hỏi tới đề còn là xuất hiện ở trên người mình, trái lại không để ý đến nhà mình a Di trào phúng. Dương Tiểu Ý không để ý đến đối diện a Di mang theo trào phúng câu nói, dẹp xong nhà mình nửa bộ đầu phân dung gồ khu, về đến nhà, trên người của mình cũng có hơn 1.200 đồng tiền, không có ra dung gồ trang bị, trực tiếp mua kiếm ma du mua một cái món nhỏ, búa chiến cao phiêu cũng chính là giảm làm lạnh cái kia món nhỏ renga dung gồ tiền kỳ không cần hợp thành dung gồ trang bị cho nên đôi khi thậm chí có thể bán đi dung gồ đao mà kiếm ma dung mù đối với renga mà nói có thể nói là nhất kiện thần trang có kiếm ma dung mù renga cùng không có kiếm ma dung mù renga hoàn toàn là lưỡng chủng trạng thái người trước chỉ có thể trở thành là renga mà người sau đại khái còn lại là muốn trở thành vua sư tử nam nhân nhìn nhà mình mít lulu có chút bị áp chế Dương tiểu ý đó là đi thẳng tới F4 trực tiếp trừng phạt tịch thu nhà mình bốn cái tiểu quái, đồng thời điệp tra năm tinh tàn bạo giá trị, đi tới mít hà đạo bên cạnh bụi cỏ, đỉnh đầu của mình không có lấy ra ánh mắt, Dương tiểu ý biết ở đây không có mắt. Ngồi chồm hổm một hồi nhìn a di đi vị có chút gần trước, Dương tiểu ý trực tiếp dấu hiệu hai cái a di sau đó trực tiếp đi ra bụi cỏ, đối diện a di trái lại hết sức ổn, vừa mới thấy từ trong bụi cỏ đi ra trên ga đó là trực tiếp sử dụng tốc biến nếu muốn chạy trốn. Dương Tiểu Ý làm sao như ước nguyện của hắn, trực tiếp tốc biến e kỹ năng cú ném bola, đem A Di định ở tại tại chỗ, đồng thời A ca kỹ năng phi thường lưu sướng liên tiếp, Lulu cũng là cảm thấy, trực tiếp một cái biến hóa cừu, vừa có thể lên đường, chuyển động thân thể, A Di trong sát na liền thì không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng, bị Renga tại chỗ miễu sát nhìn nhà mình trên ga như vậy ngưu bê, Lulu cũng là tại công bình quét kỳ 6. 666 666, 666 6, lần đầu tiên thấy đùa lợi hại như vậy Gen ga. Lulu đánh chữ nói, nhìn thấy nhà mình đồng đội xấu như vậy bê, Lulu tâm tình vẫn rất cao hứng. Gợi ý của hệ thống. Hoang mạc đồ tệ đánh chết hải dương tai ương. Nguyên lai like ngay bản thân chạy mít thời điểm. Đối diện Sinh cũng là bơi đến tóc giúp đỡ nhà mình Renken lấy được một con đầu người. Bắt được một con đầu người sau Renken rõ ràng tự tin rất nhiều. Các ngươi ổn định, đối diện đội hình không được, cái này ta có thể một cái đánh năm cái. Đương nhiên cái này Dương Tiểu Ý là không thấy được, Tịch Thu A Di đầu người liếc nhìn nhà mình Hồng Bút, phát hiện Hồng Bút sắp đổi mới, Dương Tiểu Ý ngựa không ngừng vó chính là đi tới Hồng Bút khu vực Tịch Thu nhà mình bước, đồng thời trên đầu mình một tia sáng hiện lên trong nháy mắt lên tới 6 cấp. Đến rồi lục cấp Renga có thể tùy tâm sở dục bắt người, thuận tiện đem nhà mình boss man người đá, tịch thu, cố ý dùng kỹ năng đánh ra năm tinh tàn bạo giá trị sau, Dương Tiểu Ý lựa chọn trở về thành. Lúc này trò chơi thời gian đã đi tới 10 phút, mà Dương Tiểu Ý về nhà cũng là trực tiếp làm ra kiếm ma du mu, phải biết rằng khoảng thời gian này có thể làm ra kiếm ma du mu Renga quả thực chính là ba ba. nhìn Mít Aji, Dương Tiểu Ý trong lòng ha hả cười nhạt, chính là ngươi vừa tử A trào phúng ba ba đúng không, cái này xem ba ba thế nào đem ngươi trảo khóc. Dương Tiểu Ý điều khiển mình trên ga đi tới mít, nhanh đến nhà mình một tháp thời điểm, trực tiếp phóng ra ung tiêu, không có cho Lulu gửi đi đánh dấu, bởi vì hắn tin tưởng mình một bộ kỹ năng hoàn toàn có thể mang đối diện A Di miễu sát tại tại chỗ. Sắp tiếp cận A Di thời điểm, Dương Tiểu Ý trực tiếp sử dụng kiếm ma yu mua, trong nháy mắt trên ga tốc độ chiếm được tăng lên trên diện rộng. a di xem thấy trên đầu mình xuất hiện một cái to lớn dấu chấm than sững sờ, tuy rằng không thế nào chơi đùa trên ga cái này người anh hùng, thế nhưng cũng là giải cái này người anh hùng kỹ năng, dù sao đã từng huy hoàng qua. a di vừa định sử dụng quét kỹ năng trốn lúc đi, đó là phát hiện mình đã trở thành một bộ thi thể. Ta là cha ngươi sao, như thế bắt ta. A-di thẹn quá thành giận nói nhà mình Lulu cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy, nhà mình Renga vừa mới vừa xuống đất, đối diện Aji cũng đã ngã xuống. Nhìn dương tiểu ý Renga trong nháy mắt đem tiếp cận đầy máu Aji miễu sát trên mặt đất, hoàn toàn chưa kịp phản ứng cơ hội thời điểm, trực tiếp giữa nhất thời bạo tạc. Chương 9 Công bo kỹ xảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 9 Công bo kỹ xảo con, khe nằm, đây là cái gì thương tổn? Sắp tới đầy máu a di trực tiếp bị dây. Từ nay về sau đường chuyển phấn, chủ bá quỳ cầu combo Đau lòng a di không phải là miệng tiện trào phúng hai câu sao? Trực tiếp giữa dặm khán giả nhìn đầy máu trực tiếp bị dây a di nhất thời coi như người trời. Dết hết mít a di sau khi, Dương Tiểu Ý bay thẳng đến top đi đến bởi vì tóc gan lăng đã cho hắn giàu to rồi nhiều lần cầu trợ giúp tín hiệu, liếc nhìn tóc tình huống, nhà mình gan lăng chỉ có thể hèn mọn tại tháp hạ bổ binh, ngay sau đó Dương Tiểu Ý cố ý tại mít tha một chút phạm vi nhìn, làm ra đi bọt biểu hiện giả dối. Quả nhiên, đối diện bọt bị Dương Tiểu Ý làm ra biểu hiện giả dối cho che đậy ở, nhất thời bị ổi rất nhiều, thế nhưng đây là Dương Tiểu Ý cũng chạy tới tóc tam giác bụi có ra. Trên đường Dương Tiểu Ý lần nữa đem chính mình tàn bạo giá trị điệp đến năm tinh, Tuy rằng lúc này Renken đã level 7, thế nhưng Dương Tiểu Ý còn là rất tự tin có thể tịch thu người này đâu. Nhìn Dương Tiểu Ý đi tới tốt, gan lăng nhất thời thay đổi phong cách, theo Renken cứng rắn vừa mới lên, mà Renken lại là hoàn toàn không có chú ý tới gan lăng trong lúc bất chợt phong cách chuyển biến thâm ý, bởi vì hắn lúc này tại tam giác bụi có vị trí không có mắt, hơn nữa hắn cũng nhận được nhà mình mít gửi tới tin tức, nói Ga đi hạ. Cho nên nhìn không phục gan lăng, Ren nhất thời nổi giận, lão hổ cái mông ngươi cũng dám sờ, hèn mọn bổ binh ba ba tạm tha ngươi, ngươi đã bản thân chịu chết, vậy cũng chớ quái ba ba hạ thủ vô tình, trong nháy mắt mở ra ung tiêu chung cực thống trị, chỉ thấy Ren thân thể nhất thời thoáng cái biến hóa lớn hơn rất nhiều, ngược là có một loại viễn cổ bá vương trở về uy nghiêm. Lúc này, Dương Tiểu Ý Ren Ga cũng là từ phía sau tha đi ra, thấy Dương Tiểu Ý Ren Ga, Ren trái lại cũng là có chút bá vương chiếm được, ý vào bản thân có ung tiêu da thân hoàn toàn không ủng hai người thế nhưng đợi được dương tiểu ý kỹ năng rơi tại trên người mình thời điểm hắn phát hiện hp của chính mình chà xác đi xuống trong nháy mắt liền hư lên nếu muốn sau bên thế nhưng lúc này bản thân còn đứng ở gan lăng ung tiêu trong tốc độ di động trở nên rất chậm hơn nữa trước khi cường sát gan lăng thời điểm đã giao rất tốc biến cho nên lúc này căn bản là không có cách chạy thoát nếu không đi được vậy lão tử liều mạng cũng muốn đổi một cái, hai đoạn e bay thẳng đến phía trước gan lăng đi đến, gan lăng nhìn trên ken qua đây cũng là hư, bay thẳng đến phía sau đi đến, bởi vì hát thê của hắn cũng không phải rất đủ, Ren ken thiêu đốt đã giao ở tại gan lăng trên người của, cái này nếu như đang bị hắn đánh tới một cái kỹ năng, bản thân rất khả năng liền bị miễu sát ở chỗ này. Dương Tiểu Ý cũng là nhìn thấu Ken dự định, bất quá hắn cũng không có hoảng, tại gan lăng ánh mắt khó hiểu trong đi hướng phụ cận một cái trong bụi cỏ gan lăng vừa định mắng lên cái này trên ga thời điểm cũng phát hiện cái này trên ga đã nhào vào trên ken trên người của một bộ kỹ năng đem trên ken miễu sát ở tại chỗ đó lúc này gan lăng đâu còn mắng đi ra mở miệng chính là 666 666 666, 666 6 gan lăng không mắng đối diện trên thế nhưng mắng lên thảo nê mã mít ngươi đặc biệt sao không phải nói Renga đi hạ sao? Hắn trái lại đã quên Renga vừa xuất hiện ở top thời điểm, mình còn có qua muốn một v 2 giết ngược lại hai người hùng tâm tráng chí đây. Ta đặc biệt sao nào biết Renga sẽ cuốn một vòng, bản thân đã chết tới phun ta. A Di cũng là hoàn toàn không kinh sợ, trực tiếp văng trở lại. Hai người không ai phục ai, ai cũng không kinh sợ, hẹn xong xong bài treo máy, đó là ở trong nước suối đối phun lên, Mặt cho bên cạnh ba người kia thế nào mở miệng, chính là không chơi. Sau cùng mặt khác ba người cũng là nổi giận, Gray càng trực tiếp bạo thô tục. Cho thể diện mà không cần, một sẽ ra ngoài tố cáo, hiện tại quan phương quản nghiêm, trực tiếp phong hào ba năm. Renken vẫn như cũ không kinh sợ. Thảo, cầu tố cáo, đây chỉ là ta tiểu số mà thôi. Dương tiểu ý dẹp xong tóc đầu người, liền nghĩ muốn chọn trở về thành, lúc này thấy được mọi người khung chát trong truyền đến gờ thanh âm của. Đẩy mít, gặp phải hai sơ Lúc đầu Dương Tiểu Ý vẫn còn có chút không tin, nhưng thấy mấy người thật không có xuất hiện ở tuyến thường sau khi, trực tiếp đánh dấu mít tháp phòng ngự nói cho đồng đội đẩy mít, một câu trò chơi không tới 20, liền thuận lợi kết thúc. Mở ra trực tiếp giữa đó là thấy một mảnh quét sáu tin tức, nhìn Dương Tiểu Ý có chút không rõ, mà hắn trực tiếp giữa nhân số của càng đột phá 10.000 người, Dương Tiểu Ý không biết là, nguyên lai khi hắn rơi xuống đất miễu sát mít a di thời điểm, liền là có người cho hắn trà năm cái hỏa tiễn, cho nên hắn trực tiếp giữa tới rất nhiều người. Bất quá phần lớn là là một ít hỏa tiễn đảng, cũng chính là trong truyền thuyết 66 đảng. Nhìn trực tiếp giữa một mảnh cầu Renga combo tin tức, Dương Tiểu Ý không có tàn tư, trực tiếp đưa hắn biết đến về Renga các loại combo nói ra. Vừa tại Đạn Mạc Thượng thấy rất nhiều người đang cầu xin Renga combo, ở chỗ này ta liền nhất nhất là đại gia giải đáp hạ, vừa đại gia cũng nhìn thấy ta tại mít miễu sát di kia một làn sóng. Renga có thể rơi xuống đất dây người tiền đề là hắn được có kiếm ma du mu ai tắm này, sau đó tại ngũ tinh muốn nhảy thời điểm án quy, sau đó nhào đi xuống trong nháy mắt yêu kỹ năng đồng thời phóng ra, rơi xuống đất A, bộ này thao tác ta đưa hắn xưng là xưng rơi xuống đất dây. Hơn nữa còn có một loại buộc chặt thức dây người kỹ xảo, thượng cục không có cho đại gia biểu diễn đi ra cho dù ở không trung năm tin yêu sau đó ke tiếp phổ công ta đem bộ này thao tác xưng là á châu buộc chặt dương tiểu ý sao chép dân lên trái lại không có chút nào nghĩ mất mặt hơn nữa hắn còn lý trực khí tráng nghĩ dù sao cũng trên cái thế giới này không có ai biết như vậy mấy thứ này liền đều là của mình bản thân không đưa bọn họ biểu đạt ra tới như vậy thì không sẽ có người biết đương nhiên renga không chỉ là có thể năm tin combo ba tin bốn tin thời điểm cũng là thế nhưng combo sao ba tin thời điểm không trung yêu rơi xuống đất ca bốn tin thời điểm cũng là đồng dạng đạo lý trở lên một ít thao tác đều cũng có đến cửu đầu xà hoặc là tia mát đều có thể nhận thượng còn có chút người hỏi ta vì sao xem ta quét dung gồ cảm giác không bị thương mà bản thân quét dung gồ cũng cảm giác rất đau đớn vấn đề ở đây sẽ xem một ít kéo dung gồ quái kỹ xảo còn có chính là tiền kỳ quét ba sói còn có ép 4 thời điểm nhất định phải đánh trước tiểu nhân về phần một điểm cuối cùng đại gia ta cảm giác ung tiêu tốt quá nhanh, ở đây sẽ nói một ít phù văn của ta kỹ xảo, ta mang phù văn trong đội xanh mang đều là giảm CD, hơn nữa ta ra trang bị cũng đều có giảm CD, cho nên ta ung tiêu làm lạnh thời gian trái lại ngắn thường rất nhiều. Nhìn Dương Tiểu Ý như thế vô tư đem tự mình biết kỹ xảo giảng giải sau khi ra ngoài, trực tiếp giữa khán giả nhất thời quét thành lập một mảnh 66 đạn mạc. Nên phải mọi người yêu cầu, Dương Tiểu Ý lần hai bắt đầu rồi hắn cuộc thi xếp hạng, mà Dương Tiểu Ý không biết là, cùng lúc đó, đang ở Hàn Quốc một cái hùng miêu TV nữ chủ bá cũng là bắt đầu rồi nạn ở Trung Quốc phục vụ khí một hồi cuộc thi xếp hạng. Chương 10 Y Tố Uyển Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 10 Y Tố Uyển, The Webster Con, chờ đến tiếng nhập ban thiết giới diện thời điểm, trực tiếp giữa khán giả thấy đối diện một người trong đó người trò chơi ID thời điểm, nhất thời lại là quét thành lập một trận 666-66. Bởi chỉ có một phục vũ khí, cho nên thế giới này xếp hạng quy luật, cùng dương tiểu ý trước kia giải những thứ kia có bất đồng rất lớn, mượn tuyển người thời điểm mà nói đi, mỗi người đều có thể thấy cái này 10 người ai đi, điểm này làm cũng có chút như lúc đầu Hàn Quốc phục vũ khí. Hơn nữa tấn cấp thi đấu cũng có một điểm cải biến, đoạn ngắn tấn cấp thời điểm đánh bo 3, đại đoạn tấn cấp thời điểm đánh bo 5, cái này cùng trước đây đều là giống nhau thế nhưng có một chút có rất lớn cải biến đó chính là đại đẳng cấp tấn cấp thời điểm nếu như đánh tới bo năm sau cùng một hồi như vậy cuộc tranh tài này tất cả mọi người sẽ tiến hành mù chọn chọn ra bản thân sở trường nhất anh hùng để hoàn thành bản thân sau cùng tấn cấp thi đấu điểm này giống như là lúc đầu hàn quốc ông tranh tài một dạng cũng là đánh đầy bo năm sau cùng một ván tiến hành mù chọn Y Tố Uyển là Hàn Quốc đến danh trực tiếp bình thai A Phết các thiên hậu cấp chủ bá, có như thiên sứ thanh thuần khuôn mặt, xinh đẹp nóng bỏng dáng người, chiêu bài gợi cảm nóng múa, hấp dẫn rất nhiều đáng tin cầm dữ độn, không chỉ tại Hàn Quốc chạm tay có thể bỏng, tại toàn cầu trong phạm vi đều tiếng tâm lừng lẫy, ở Trung Quốc càng nghiễm nhiên nữ thần vậy tồn tại, còn có rất nhiều người ái mộ thân mật đem xưng là eo nhỏ mùi mùi. Bởi hương tiêu kế hoạch sớm, anh hùng liên minh tại S2 thời điểm, cũng đã có tương đối lực ảnh hưởng, mà hiệu trưởng cũng là ở phía sau phát lực, ký kết các loại Hàn Quốc nữ đoàn, nữ chủ bá, đến rồi hôm nay, trên cơ bản Hàn Quốc học nhất nóng bỏng nhất nữ đoàn, nữ chủ bá đều bị hiệu trưởng ký kết đến rồi hùng Miu TV. Hiệu trưởng càng là trở thành một chút cũng không có số quốc người sùng bái thần tượng, nếu như muốn hỏi Hàn Quốc một game môn hận nhất một người, như vậy hiệu trưởng không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn họ chọn đầu, bởi vì từ hiệu trưởng đem Hàn Quốc nữ chủ bá, cùng những thứ kia đương hồng nữ đoàn ký kết đến Trung Quốc sau, bọn họ ngay cũng không có thể ở nhà thấy bọn họ trực tiếp, chỉ có thể thông qua hệ thống đến xem những thứ kia không hoàn chỉnh video. Bởi hiệu trưởng Hương Tiêu kế hoạch sớm, thế giới này cũng xảy ra một ít hơi nhỏ biến hóa, anh hùng liên minh đã trở thành quốc dân trò chơi, lên tới 80 tuổi bà cố nội, xuống đến 3 tuổi ngoan đồng, càng tùy ý có thể thấy được tổ tôn mở đen tràn cảnh. Y tố uyển dựa vào khêu gợi vũ đạo, lấy được số lớn người ái mộ, nhưng là bởi vì anh hùng liên minh ảnh hưởng lực tăng lớn, y tố uyển cũng là tại lưới có điểm giật dây hạ, chơi một lần anh hùng liên minh, từ nay về sau nàng cũng đi hướng lôn không đường về. Chính là như vậy, hôm nay nàng mở trực tiếp, cơ bản đều là chơi anh hùng liên minh, cho dù như vậy của nàng trực tiếp giữa vẫn như cũ nóng nảy, mỗi lần trực tiếp đều biết có vượt lên trước một triệu người quan sát, tại nàng thỉnh thoảng trực tiếp vài lần khiêu vũ, nhân số càng đột phá 3 triệu. Ngươi không có nhìn lầm, chính là 3 triệu, nhưng cho dù như vậy, của nàng trực tiếp giữa nhân số vẫn như cũ không phải nhiều nhất, như những thiên vương cấp đó khác trực tiếp thần tượng như tiểu trí, 55 mở, như gió bọn họ, mỗi lần mở trực tiếp đều biết có vượt lên trước 10 triệu người quan sát. Hôm nay y tố uyển dựa theo bình thường ước định thời gian, mở ra mình trực tiếp giữa, làm trực tiếp giữa mở ra trong nháy mắt, nhân số đó là trong nháy mắt đột phá 500 ngàn, điều này làm cho rất nhiều loại như dương tiểu ý như vậy chủ bá chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn y tố uyển lần nữa mở ra anh hùng liên minh hộ khách đoạn khán giả một trận than thở nữ thần chúng ta muốn xem ngươi khiêu vũ ngươi vợ khiêu vũ đi đúng vậy khiêu vũ đi chúng ta đều chờ ngươi khiêu vũ đây y tố uyển nhìn đạn mạc thượng tin tức ân không sai hôm nay y tố uyển đã coi như là một cái tinh thông hán nữ người của từ S2 bị hiệu trưởng mời được Hùng Miu TV trực tiếp sau khi Y Tố Uyển mỗi ngày đều tại học tập Hán ngữ, hôm nay đã 3 năm hơn nhiều, của nàng Hán ngữ không nói sau người Trung Quốc nói lưu, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Y Tố Uyển nhìn đã bắt đầu trò chơi, không đành lòng cứ như vậy không công rơi phân. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ đối về trực tiếp giữa khán giả nói Cái này trò chơi đã bắt đầu rồi, thắng mà nói cho các ngươi khiêu vũ có được hay không Khán giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghe được y tố uyển nói chơi xong ván này liền khiêu vũ nhất thời trực tiếp giữa không khí nhiệt liệt những người ái mộ cũng đều đi mỗi cái trong đám chạy nhanh cho biết bởi vì y tố uyển đã có hai tháng không có khiêu vũ đối với những thứ kia ưa thích nàng khiêu vũ mọt game môn mà nói đây là một loại tổn thất thật lớn hôm nay nghe nói y tố uyển muốn khiêu vũ tự nhiên là một trận vô cùng không lâu sau y tố uyển trực tiếp giữa chính là đột phá một năm trăm ngàn mà trong này phần lớn người đều là nghe nói mỗi cái trong đám nghe nói y tố uyển muốn khiêu vũ mà đến nhìn những người ái mộ một trận vô cùng y tố uyển cũng là tâm tình một trận dễ dàng cái này nàng mít chọn là orion nếu đáp ứng rồi những người ái mộ thắng khiêu vũ vậy dĩ nhiên là muốn chạy thắng có nếu bị thua còn khiêu vũ như vậy bản thân nhất định sẽ rất xấu hổ dương tiểu ý trực tiếp món qua đối diện lại là y tố uyển cái này có đáng xem rồi Cầu chủ truyền phát tin qua y tố uyển, ta vừa mới đi của nàng trực tiếp giữa, nàng nói cái này thắng muốn khiêu vũ. Trên lầu nói là sự thật sao, cầu chủ truyền phát tin qua y tố uyển. Đương nhiên đối với trực tiếp giữa trong chuyện đã xảy ra, Dương Tiểu Ý cũng không biết, dù sao cũng là ở quán internet trong trực tiếp, hơn nữa Dương Tiểu Ý luôn luôn có một khỏa tự ti trong lòng, một việc không có làm minh bạch, hắn rất sợ bị người khác biết, sợ người khác sẽ châm biếm hắn, nhất là ở quán internet trường hợp này cho nên dương tiểu ý cho dù nói chuyện nói cũng không phải rất nhiều trước khi giải thích trên ga combo kỹ xảo thời điểm internet dặm người liên tiếp nhìn phía ở đây kỳ thực dương tiểu ý đã rất ngượng ngùng cho nên cái này quan sát dương tiểu ý trực tiếp khán giả sau bi kịch bởi vì bọn họ phát hiện dương tiểu ý căn bản không có cắt đến trực tiếp giữa tới xem bọn hắn nói cái gì bất quá bọn hắn cũng là rất chờ mong trận này cuộc thi xếp hạng ván này tranh tài Dương Tiểu Ý phương này Top lựa chọn Ken cái này trải qua vô số phiên bản vẫn đang là Top một bá anh hùng, dung gồ còn lại là Dương Tiểu Ý Renga, Mid lựa chọn Tiểu Ngư, Bao còn lại là Jin cùng Thét. Về phần đối diện cái này lựa chọn Top trung đồ cái này bản mới bản tương đối vô lại anh hùng, dung gồ Lesin, Mid Orion, Bao còn lại là Linh cùng Nami. Tiếng nhập trò chơi giới diện, cái này Dương Tiểu Ý vẫn là đội xanh, đây cũng là hắn chơi Renga thích nhất nhất phương như vậy Dương Tiểu Ý đi bắt đối diện Lê thời điểm có thể rất tốt lợi dụng đối diện hơn nửa dung gồ khu bụi có tới bắt Lê -xin. Nhớ kỹ trước đây không có như thế nói mấy câu tới đánh giá Renga sao? Tại bụi có đông đảo địa phương, Renga là Renga. Tại bụi có thưa thất địa phương, Renga là Renga. Tại không thảo địa phương, Renga chính là cẩu. Tuy nói lời nói này có chút võ đoán, nhưng là đích xác đem Renga anh hùng đặc tính miêu tả thập phần hình tượng. Tại đồng đội dưới sự trợ giúp thuận lợi bắt hồng bút lên tới cấp 2, mà Dương Tiểu Ý không xuất quan mọi người liệu điểm e kỹ năng bộ khóa đã kích, nhìn Dương Tiểu Ý nếu như giống như trên đem một dạng hướng phía đối diện dung gồ khu đi đến, trực tiếp giữa nhất thời một trận nghị luận.